Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 77. Vẻ mặt của đám người Trần Bá Hạ, Mạnh Thiên Xanh, Lý Toàn Chân, Lục Thái, Nghiêm Mộc Long đột nhiên cứng đờ. Ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ có khiếp sợ, bởi vì bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được, nhân vật như giáo hoàng lại sẽ tham sự vào chuyện của tàu thuyền Lôi Thị. Hơn nữa Tề Đẳng Nhàn mới gia nhập thánh giáo không lâu, sao danh tiếng có thể có lớn như vậy để mời được cả giáo hoàng. Tề Đẳng Nhàn thầm đắc ý, sự xuất hiện của giáo hoàng đã tát mạnh vào mặt của đám người đó. Giáo hoàng của tôi, Tề Đẳng Nhàn, tổng giám mục thành tín nhất khu phía nam xin bày tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với ngài. Tề Đẳng Nhàn đi tới nghênh đón giáo hoàng, đặt tay lên ngực thi lễ. Giáo hoàng khẽ gật đầu nói, Tề tổng giám mục, vất vả cho cậu rồi. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào giáo hoàng, cho đến bây giờ, họ không thể tin vào mắt mình. Thậm chí còn nghi ngờ rằng ông già trước mặt chỉ là kẻ giả mạo. Tuy nhiên, loại hàng giả nào có thể tạo ra khí chất mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thánh còn dọn đường cho ông ta, đây chẳng lẽ còn là giả sao? Lôi Tuyết Kiều cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, Lôi Chấn Lân quay đầu cười với cô ta nói, hiện tại cháu đã biết anh ta lợi hại đến mức nào chưa? Lôi Tuyết Kiều sửng sốt, vậy mà thật sự là đức giáo hoàng của Thiên Chúa Quốc. Trời ơi! Loại người quyền khuynh tứ hải này vậy mà lại đứng ra giúp Lôi gia chúng ta sao? Lôi Chấn Lân thở phào nhẹ nhõm, có giáo hoàng ra mặt, tàu thuyền Lôi Thị xem như được bảo vệ, bọn họ chỉ cần trả 10% lợi nhuận hàng năm mà thôi. Thà trả 10% này còn tốt hơn bị đám giói mắt trắng này chia cắt. Đức giáo hoàng tôn kính, cảm ơn ngài đã đến Hương Sơn mặc dù lịch trình bận rộn. Thân là tín đồ thành tín nhất của thánh chủ. Toàn bộ Lôi gia chúng tôi vì điều này mà cảm thấy vinh dự gấp trăm lần. Lôi Chấn Kỳ lễ phép nói. Giáo hoàng nói, tất cả vinh quang đều thuộc về thánh chủ. Tôi chỉ là người phát ngôn của thánh chủ trên thế giới mà thôi. Vinh quang mà anh cảm nhận được chỉ là một phần tỷ uy năng của thánh chủ. Lôi Chấn Kỳ nói, mời giáo hoàng. Giáo hoàng bước lên sân khấu, nhiều phóng viên đã cầm máy ảnh lên điên cuồng chụp ảnh. Giáo hoàng mỉm cười nói. Người của Lôi gia luôn là một trong những tín đồ thành tín nhất đối với thánh giáo của chúng ta, bao gồm cả ngài Lôi Thiên Tứ đã trở lại trong vòng tay của thánh chủ cũng như thế. Hai người trẻ tuổi của Lôi gia hiện tại không thể quản lý tốt các tàu thuyền Lôi Thị vì lý do thể chất, nên họ muốn ủy thác toàn bộ doanh nghiệp dưới danh nghĩa thánh giáo của chúng ta. Để giúp đỡ những tín đồ thành kính, tôi, với tư cách là giáo hoàng, đứng lên là điều đương nhiên. Tôi nghĩ rằng với khả năng của Tề Tổng Giám Mục và rất nhiều nhân tài trong thánh giáo của chúng ta chắc rằng có thể giúp đỡ việc này. Lôi Chấn Kỳ kính cẩn gửi bản hợp đồng cho giáo hoàng, nội dung hợp đồng là toàn bộ tàu thuyền Lôi Thị sẽ được giao cho thánh giáo, toàn bộ quyền lực sẽ được giao cho thánh giáo, mỗi năm 10% lợi nhuận của tàu thuyền Lôi Thị sẽ được phân bổ làm phí ủy trị để giúp thánh giáo phát triển. Giáo hoàng cẩn thận xem qua bản hợp đồng nhỏ, rồi gật đầu hài lòng và dùng bút ký tên mình lên trên đó. Kể từ bây giờ, tàu thuyền Lôi Thị được ủy thác dưới danh nghĩa thánh giáo chúng ta, nó có thể được coi là một trong những tài sản của thánh giáo chúng ta. Giáo hoàng mỉm cười nói với mọi người. Trong nụ cười này ít nhiều mang theo chút đe dọa, ý là những người muốn chạm vào tàu thuyền Lôi Thị, hãy đến thử xem. Tất cả mọi người đều hít thở ô không thông, hành động này quá kinh khủng, về sau muốn động vào tàu thuyền Lôi Thị là chuyện không thể. Giáo hoàng và Lôi gia không ngần ngại đưa nội dung hợp đồng cho phóng viên có mặt tại đó chụp ảnh. Nhìn thấy bản hợp đồng được giáo hoàng ký tên phơi bày trước ánh sáng, sắc mặt của những kẻ đang muốn nhắm vào Lôi gia lập tức khó coi như ăn phải ruồi bọ, cảm giác cực ghê tởm. Tề Đẳng Nhàn không khỏi bật cười nghĩ, tôi không chấn được các người nhưng chẳng lẽ giáo hoàng cũng không chấn được à? Giáo hoàng tự mình ký tên, tuyên bố từ nay trở đi tàu thuyền Lôi Thị sẽ được ủy thác dưới danh nghĩa của thánh giá. Như vậy, trong thời gian được ủy thác thì tàu thuyền Lôi Thị chính là tài sản của thánh giáo. Mẹ nó, ai lại chán sống nhắm vào các công ty của thánh giáo? Có muốn trở thành một kẻ dị đoan không? Có muốn bị các tín đồ thánh giáo trên toàn thế giới chỉ trích bằng lời nói không? Phải biết rằng, nhiều nhà tài phiệt ở nước Mỹ rất tin vào thánh giáo. Trong tương lai, hy vọng các bạn sẽ chăm sóc tàu thuyền Lôi Thị nhiều hơn. Dù sao, tàu thuyền Lôi Thị cũng sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc truyền bá đạo thống của thánh chủ cho thánh giáo của chúng ta. Giáo hoàng rất lịch sự nói với mọi người. Mọi người đều vội vàng lịch sự đáp lại, nói rằng đó là điều chắc chắn.
Hai anh em Lôi Trấn Kỳ và Lôi Trấn Lân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có sự can thiệp của giáo hoàng, chuyện của tàu thuyền Lôi thì cuối cùng cũng đã giải quyết xong, những kẻ có dã tâm kia nên về nhà chơi bùn đi. Lôi Tuyết Kiều cũng kinh ngạc đến không khép miệng được, đầu ong ong. Cô ta không thể tin được Tề Đẳng Nhàn lại mời một nhân vật hàng đầu như giáo hoàng tới. À, không phải cô Lục Thái nói tôi không có khả năng cứu tàu thuyền Lôi thì sao? Thế nào, có muốn tôi lấy những món nợ cũ trước đây thu thập được ra cho mọi người cùng xem không? Tề Đẳng Nhàn cười đi tới trước mặt Lục Thái, nhẹ nhàng hỏi. Nhìn bộ dáng của anh, đám người Ngọc Tiểu Long không khỏi cảm thấy người đàn ông này thật xấu xa. Người ta cực khổ tìm ra lỗ hổng của tàu thuyền Lôi Thị năm đó, cuối cùng cũng lấy được một số tài liệu có thể dùng để làm tin tức, anh làm vậy thích hợp không? Quả nhiên, sắc mặt Lục Thái cứng đờ, kìm nén đến mức đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng quá kiêu ngạo. Tề Đẳng Nhàn phớt lờ cô ta, quay sang nói với Lý Toàn Chân, cô Lý có muốn thử đầu tư thêm tiền để xem liệu có thể làm hạ giá cổ phiếu của tàu thuyền Lôi Thị không? Mặt Lý Toàn Chân đen xì lại không nói gì. Trong lòng liên tục chửi mẹ kiếp. Tên chó má này kém cỏi như vậy, ie vào việc được giáo hoàng chống lưng mà ở chỗ này sủa không ngừng. Dù sao cũng không ai có sắc mặt tốt, bọn họ còn tưởng rằng tàu thuyền Lôi Thị là rùa trong hũ nhưng không ngờ bọn họ lại ra tay như vậy, đặt toàn bộ tín nhiệm dưới ngọn cờ của thánh giáo, thậm chí giáo hoàng còn đích thân đến ký hợp đồng. Nếu không có Tề Đẳng Nhàn thì Lôi gia sẽ không thể đưa ra quyết định như vậy. Dù sao điều này chẳng khác nào giao quyền sinh tử của tàu thuyền Lôi Thị cho người ngoài. Lôi Thiên Tứ rất coi trọng Tề Đẳng Nhàn, cũng rất ngưỡng mộ chàng trai trẻ này, tuy hai người không ở chung trong thời gian dài nhưng có thể coi là bạn bè thực sự. Một số người tư tưởng ích kỷ thường nói, bạn bè là thứ để bán. Những người như vậy chắc chắn không có bạn bè thực sự, không biết tình bạn là gì. Tình bạn chân chính giống như Tề Đẳng Nhàn và Lục Chiến Long. Lôi Thiên Tứ và Tề Đẳng Nhàn cũng như vậy. Có thể ký thác sống chết, vĩnh viễn tin tưởng đối phương. Họ thường không kết bạn nhưng nếu trở thành bạn bè thì tình bạn của họ còn bền vững hơn vàng. Chỉ có anh mới có thể hoàn thành loại chuyện lật bàn không thể tin nổi như vậy. Dù sao, trên thế giới này không có người ngoài nào có thể khiến Lôi gia có thể tin tưởng như vậy. Trần Ngư không khỏi thở dài. Cô ấy là người đã chứng kiến nhiều hành động anh hùng của Tề Đẳng Nhàn. Cô ấy cũng có thể hiểu rằng chỉ có những hào hiệp như vậy mới được Lôi ra tin tưởng. Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói, mọi người lúc đó chỉ cho rằng anh ta bốc đồng và ngu ngốc nhưng họ không hiểu rằng anh ta chỉ muốn dùng hành động của mình để nói cho thế giới biết rằng sẽ có những người đứng lên vì công lý. Trên thế giới này không có gì quan trọng hơn so với nghĩa khí bạn bè. Nói xong, cô ấy quay đầu nhìn Nghiêm Mộc Long, lạnh lùng nói, một Lục Chiến Long ngã xuống nhưng về sau sẽ có hàng ngàn Lục Chiến Long đứng dậy. Quyền lực có thể khống chế thân thể con người nhưng không thể khống chế lòng người và cả tư tưởng khao khát tự do. Sắc mặt Nghiêm Mục Long ngưng trọng, hành động lần này của Lôi gia thật sự khiến người ta có cảm giác như chuông cảnh báo đã vang lên. Tề Đẳng Nhàn có thể khiến cho một gã khổng lồ như Lôi gia giao phó tàu thuyền Lôi Thị chính là chuyện làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lợi ích kinh khủng như thế lại phó thác vào tay một người ngoài, quả thực khiến người ta khó tin. Thứ các người nhìn thấy chỉ là anh ấy mất đi cái gì, lại chưa từng nhìn xem vì vậy mà anh ấy được cái gì. Lòng người mới là vô giá. Trần Ngư cũng bổ một đau giết người diệt tâm, mỉm cười nói. Mọi người đều không nói ra lời, cả đám trầm mặc không nói, dường như gà trống bại trận. Tề Đẳng Nhàn cũng không còn hứng thú với việc chế nhạo kẻ thua cuộc, đi về bên cạnh giáo hoàng, cười nói, giáo hoàng, đã làm phiền rồi. Giáo hoàng nói, không có gì. Dù sao thì Lôi gia cũng là những tín đồ thành kính trong thánh giáo của chúng ta. Họ đều là con chiên của thánh chủ, tôi nên chăm sóc họ. Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn vội vàng đồng ý, 10% lợi nhuận không quan trọng là Lôi gia rất thành kính. Giáo hoàng còn tuyên bố với các phóng viên một điều nữa, đó là ngày mai ông ấy sẽ tổ chức một cuộc meeting tại nhà thờ lớn Hương Sơn, hy vọng những tín đồ tin vào thánh giáo sẽ sẵn lòng đến nghe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Văn Lãng, thị trưởng Hương Sơn, ngay lập tức đứng lên bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa sẽ yêu cầu phía chính phủ hợp tác trong vấn đề này. Giáo hoàng rất hài lòng rời khỏi hiện trường, không ở lại lâu nữa, dù sao ở một trường hợp có tính thương mại như vậy ở lại lâu cũng không thích hợp. Lần này có thể đích thân tới ký hợp đồng đã là chuyện chưa từng có.
Giáo hoàng, sau khi chuyện này truyền ra, những người phản đối đó có thể sẽ chất vấn ngài nhiều hơn. Robben có chút lo lắng nói. Sợ cái gì, tất cả tin đồn thổi vớ vẩn đều chỉ là cơn gió thoảng qua, thổi chút cũng sẽ qua đi. Tôi làm những chuyện như vậy là vì sự phát triển của thánh giáo, có thể làm hài lòng thánh chủ. Chỉ cần không vi phạm ý muốn của thánh chủ, tôi đã không thẹn với lương tâm, những tên phản đối tôi cũng chỉ có thể nói mà thôi. Giáo hoàng khinh thường nhìn lại nói. Trên thế giới có câu nói rằng cách giáo hoàng thiết lập thánh giáo không phù hợp với lý niệm của thánh chủ, bởi vì tất cả vinh quang đều thuộc về thánh chủ mà sự tồn tại của giáo hoàng là trái ngược với điểm này. Nếu giáo hoàng tham dự trường hợp như vậy, những người phản đối đó chắc chắn sẽ nói rằng ông ta đang kiếm tiền hoặc lợi dụng danh nghĩa thánh chủ để làm những việc không đúng mực. Tuy nhiên, điều này không hề gây khó chịu cho giáo hoàng chút nào, ông ta cũng không cần để ý đến nó. Giáo hoàng nói, hai ngày nữa tôi sẽ trở lại Thiên Chúa Quốc. Lần sau đến phía Nam, có lẽ là sau khi nhà thờ lớn Nam Dương kiến thành. Nói đến đây, ông ta không khỏi lắc đầu nói, tề giáo chủ thật sự khiến tôi cảm thấy không đáng tin cậy. Tên của giáo đường lại gọi là Avada. Anh ấy hình như bị ám ảnh bởi việc học tập ma pháp từ thánh giáo chúng ta. Robben nhếch khóe miệng, không nhịn được nói. Ha ha, giáo hoàng thản nhiên cười, thậm chí còn suy nghĩ xem có nên biên soạn một bộ pháp điển rồi bán cho tề đảng nhàn khi trở về hay không. Dù sao thì anh chàng này cũng giàu có, hơn nữa cũng rất trung thành. Ma pháp đương nhiên không tồn tại nhưng quả thực có một số phương pháp trong thánh giáo mà người phàm trần không hiểu được, ví dụ như nước thánh đã rất phản khoa học. Tề đảng nhàn đột nhiên hắt hơi một cách khó hiểu. Cảm giác như mình đang bị một người quyền lực nào đó rất lợi hại chú ý. Cuộc họp báo kết thúc ngay sau đó, chuyện của tàu thuyền lôi thị rốt cuộc đã được giải quyết xong. Giáo hoàng ra mặt, toàn bộ công ty được ủy thác dưới danh nghĩa của thánh giáo, không ai dám tranh giành với giáo hoàng, nếu không ông ấy tức giận lên thì không ai có thể gánh nổi. Ngón tay giáo hoàng vừa động, tất nhiên sẽ có một lượng lớn tín đồ chen chúc đến bên cạnh để ông ta sai xử. Từ nay trở đi, tàu thuyền lôi thị vẫn sẽ nằm trong tay các anh quản lý, tôi không biết gì về quản lý kinh doanh. Tề đảng nhàn nói với Lôi Chấn Kỳ và Lôi Chấn Lân. Lôi Chấn Kỳ cười nói, dù sao anh cũng là tổng giám đốc cũng là người được ủy thác rõ ràng trong hợp đồng. Tề đảng nhàn lại quả quyết lắc đầu nói, tàu thuyền lôi thị là việc kinh doanh của Lôi gia, tôi sẽ không nhúng tay vào. Tuy nhiên, nếu có vấn đề gì không thể giải quyết được, có thể nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẽ tìm cách giúp đỡ. Lôi Chấn Kỳ và Lôi Chấn Lân nhìn nhau, sau đó im lặng gật đầu. Tề đảng nhàn quả thực đúng là người trước sau như một như Lôi Thiên Tứ đã nói. Lúc này anh hoàn toàn có thể quay lưng lại, ôm chặt tàu thuyền lôi thị trong tay, hợp đồng đã được ký kết, Lôi gia dù không muốn cũng không còn cách nào khác. Nhưng anh không tham lam quyền sở hữu tài sản này, vẫn để Lôi gia khống chế tàu thuyền lôi thị như cũ. Điều này chứng tỏ Lôi Thiên Tứ và toàn bộ Lôi gia chưa bao giờ tin nhầm người. Ngay cả Lôi Tuyết Kiều, một người phụ nữ có rất nhiều ý kiến với Tề Đảng Nhàn, ngay lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra lòng kính nể. Đây là khí phách bậc nào mới có thể tiêu sái đến như vậy? Vậy anh đã làm ra chuyện lớn như vậy cho Lôi gia chúng tôi nhưng chúng tôi lại chẳng có gì báo đáp, tôi cảm thấy có chút không tốt đúng không? Lôi Chấn Lân trầm ngâm hỏi. Có gì không tốt, giúp đỡ bạn bè là điều tôi nên làm. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, Lôi gia hỗ trợ tôi là được. Tề đảng nhàn cười vỗ vai Lôi Chấn Lân, bảo anh ta không cần băn khoăn. Dù sao thì tề đảng nhàn đã nhờ một nhân vật lớn như giáo hoàng ra mặt giúp đỡ Lôi gia giải quyết nguy cơ, ân huệ này thực sự quá lớn. Cả về mặt tình cảm lẫn lý trí, Lôi gia cũng nên hồi báo gì đó nhưng tề đảng nhàn lại không quan tâm chút nào. Chuyện này tôi cũng được lợi, thông qua tàu thuyền lôi thị, quan hệ giữa tôi và thánh giáo sẽ càng gần gũi hơn. Vì lợi nhuận 10% một năm đó thánh giáo cũng sẽ coi trọng tôi nhiều hơn trước. Anh không cần suy nghĩ nhiều, càng không cần quan tâm những chi tiết này. Tề đảng nhàn vẫy tay, hành động rất rộng lượng tiêu sái. Lôi Chấn Kỳ không khỏi chắp tay khâm phục nói, anh đã giúp đỡ Lôi gia chúng tôi rất nhiều nhưng chúng tôi lại không có gì có thể báo đáp. Từ giờ trở đi, nếu anh cần Lôi gia chúng tôi làm việc gì, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Tề đảng nhàn khẽ ừ một tiếng nói, không cần nói thêm nữa, tôi sẽ không đến tàu thuyền lôi thị. Mọi chuyện sẽ tiếp tục vận hành như bình thường. Chúc mừng, tàu thuyền lôi thị đã vượt qua cửa ải khó khăn,
sau này có giáo hoàng phù hộ, không cần lo lắng bị một đám người lòng lang dạ thú nhắm tới. Trần Ngư lúc này đi lên, chắp tay nói lời chúc mừng. Tàu thuyền Lôi Thị Gia hẳn là nằm trong tay Lôi Gia, cố gắng tiếp tục phát huy. Ngọc Tiểu Long cũng gật đầu động viên hai anh em Lôi Gia. Tàu thuyền Lôi Thị được giữ trong tay Lôi Gia, điều này khiến mọi người đều yên tâm, đặc biệt là Hoàng Văn Lãng. Nếu địa vị của Lôi Gia ở Hương Sơn bị lung lay, ông ta sẽ rất khó thực hiện công việc sau này. Chỉ cần Lôi Gia không thất thủ, vị tôn đại Phật này luôn có thể khống chế được Hương Sơn. Những tên trộm muốn nhảy vào trước tiên phải cân nhắc ý kiến của Lôi Gia. Lúc đầu một câu nói của Lôi Chấn Kỳ có thể khiến Vương Kiếm Thành tuyệt vọng trở về đế đô. Lôi Thiên Tứ xuất hiện cũng khiến cho Tạ Thiên Lệ kẹp chặt đuôi cút đi. Quý Giao lại càng không dám lỗ mãng chút nào. Quý Gia không xuất hiện trong cuộc họp báo ngày hôm nay, nhưng họ vẫn chú ý đến buổi họp báo. Hừ, không ngờ cái tên họ Tề này lại lợi hại như vậy, còn mời được cả giáo hoàng. Chẳng trách Lôi Gia lại tin tưởng anh ta như vậy, Quý Giai không khỏi kinh hãi nói. May mắn thay, lão gia tử quyết định dừng tay lại, không dính líu đến tàu thuyền Lôi Thị nữa, điều này giúp Quý Gia tránh được một tổn thất lớn. Hiện tại, những thế lực nhắm vào Quý Gia chắc hẳn đang đau đầu làm sao lấy lại số tiền lớn đã đầu tư trước đó nhỉ. Ông Quý vẻ mặt thờ ơ nói, sau này đừng gây thù chuốc oán với tên họ Tề đó nữa. Tất nhiên, với thân phận Quý Gia của chúng ta không cần phải nịnh bợ cậu ta. Chỉ cần chung sống hòa bình là được, nếu có thể liên quan đến lợi ích là tốt nhất. Quý Giai liên tục gật đầu, chuyện tàu thuyền Lôi Thị khiến anh ta hoàn toàn nhận thức được năng lực của Tề Đảng Nhàn đáng sợ. Ngay cả giáo hoàng cũng có thể lấy ra làm tay đấm thì còn gì mà không giải quyết được. Trước đó vẫn cảm thấy chức tổng giám mục của anh ta cũng chỉ là chuyện cười, nhưng lần này khi giáo hoàng lộ diện đã có thể thấy địa vị tổng giám mục của anh ta trong thánh giáo. Dưới giáo hoàng tôi là lớn nhất, rõ ràng đây không phải là một câu nói suông. Quý Giai ho khan một tiếng nói, ông nội, bên phía Hà Gia có muốn rút toàn bộ về không? Hiện tại, Tề giám mục đang gây rối với Hà Gia, còn đi cùng cô Trần đi đến nhà gặp Hà Lạc. Ông Quý suy nghĩ một lúc rồi nói, thu hồi toàn bộ tài chính về đi. Hiện tại bọn họ có hội Huyền Dương ủng hộ nên số tiền này có thể lấy ra. Mặt khác, hãy đi quan sát công ty của Hoàng Văn Đào xem có dự án nào có thể hợp tác không. Xây dựng quan hệ với Hoàng gia tốt một chút, có Hoàng Văn Lãng trợ giúp thì chuyện cậu ta đứng vững ở Hương Sơn là việc ván đã đóng thuyền. Ông Quý là người từng trải qua sóng to gió lớn của cuộc đời, có trường hợp nào mà chưa từng thấy chứ? Tề Đảng Nhàn cường thế như vậy, làm mọi việc ở Hương Sơn đều thuận lợi. Hơn nữa còn có ánh sáng của Tổng Giám Mục soi chiếu, hơn nửa là không ai có thể đối phó được anh. Giờ đây, ngay cả Quý Gia, một gia tộc giàu có hàng đầu, cũng không còn muốn so đo những ân oán trước đây với Tề Đảng Nhàn, không còn muốn trở thành kẻ thù của anh nữa. Phải biết rằng, Tề Đảng Nhàn đã tống tiền Quý Gia tổng cộng 2 tỷ đô la, ông Quý có thể rộng lượng không so đo khoản tiền lớn 2 tỷ này đã thể hiện tư duy và tầm nhìn rộng lớn của mình. Con đã hiểu, chuyện này chúng con sẽ giải quyết, Quý Giai nói. Nhân tiện, sẽ tốt hơn nếu liên hệ với tàu thuyền Lôi Thị. Hợp tác một số dự án nhỏ cũng tốt. Ông Quý đưa ra một chỉ thị khác. Trước khi chuyện của tàu thuyền Lôi Thị được ấn định, Quý Gia vẫn giữ thái độ chờ xem, không đến gần Tề Đảng Nhàn cũng như không chủ động khiêu khích anh. Tuy nhiên, lần này giáo hoàng ra mặt ở Hương Sơn để giải quyết sự việc liên quan đến tàu thuyền Lôi Thị, điều này đã thay đổi hoàn toàn thái độ của Quý Gia đối với Tề Đảng Nhàn, sẵn sàng làm bạn với anh. Ngay cả khi không thể là bạn bè, vẫn có thể là đối tác thân thiết hơn. Ông Quý sau đó lại ra lệnh, 2 ngày nữa là đại thọ lần thứ 80 của tôi, hãy nhớ gửi lời mời đến giám mục Tề, thị trưởng Hoàng và những người khác. Vậy, Trần Đà Chủ, Mạnh Bang Chủ thì thế nào? Quản gia không nhịn được hỏi. Cũng gửi đi, tuy nhiên, chúng ta phải gửi nó cho Tề giám mục trước đã. Ông Quý bình tĩnh nói. Lời mời đưa cho ai trước và cho ai sau cùng cũng cần cân nhắc, đến lúc đó. Những người dưới quyền Trần Bá Hạ này sẽ có thể hiểu được ý tứ sâu xa của ông Quý. Lôi Gia rất có nghĩa khí, sau khi Tề Đảng Nhàn giúp bọn họ giải quyết chuyện này, Lôi Chấn Kỳ đã mời anh về thẳng nhà ăn cơm. Vì phải bàn bạc về tương lai của tàu thuyền Lôi Thị nên không mời người khác. Điều này làm cho Tề Đảng Nhàn có một cái cớ hoàn mỹ tránh thoát được cục diện địa ngục của Tôn Dĩnh Thục và Dương Quan Quan sẽ phát triển, hơn nữa còn có một Trần Ngư yêu nghiệt không tử tế ở bên. Cô ấy chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Hành động lần này của Lôi Chấn Kỳ đúng là đã cứu Tề Đẳng Nhàn thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng. Khi Tề Đẳng Nhàn trở lại biệt thự của Dương Quan Quan, anh thấy Tham Lang đang ngồi trong sân với vẻ mặt đau khổ, còn Dương Quan Quan, cô hổ nhỏ đang đánh quyền. Tham Lang dở khóc dở cười nói, cô Dương, xin hãy để tôi đi. Chân tôi bị đại đương ra đá gãy rồi, tôi thực sự không thể cùng cô tập luyện được. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi buồn cười, Dương Quan Quan hiện tại là một người mê võ, bắt được cao thủ cường đại tất nhiên muốn tới rèn luyện kỹ năng. Bản thân Tham Lang có thực lực rất mạnh mẽ nhưng sau khi bị gãy một chân, thăng bằng cơ thể của anh ta tất nhiên cũng bị phá hủy, trình độ của anh chắc chắn đã tụt xuống mức thấp nhất, lúc này bắt anh ta tập luyện cùng thực sự là làm khó người. À, nhị đương gia thân mến của tôi đã trở lại. Sau khi Tham Lang nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đã hưng phấn đứng dậy, chống gậy chào. Tề Đẳng Nhàn không cho anh ta sắc mặt tốt gì, nếu không phải nhìn thấy tên này đã gãy một chân, anh đã treo anh ta lên từ lâu rồi. Dù sao không phải ai cũng có thể chiếm tiện nghi của anh. Dương Quan Quan thu quyền, chậm rãi thở ra một hơi dài, hơi thở dài, kinh lực nhu thuận, có thể thấy được cô ấy đã luyện ám kình rất nhẹ nhàng, nếu như đưa lực lượng này khắp toàn thân, cô ấy có thể luyện ra hóa kính. Tuy nhiên, điều này cần có thời gian để mài giũa từ từ, dù sao công phu không thể luyện thành một sớm một chiều. Kỳ ngộ không có tác dụng quá lớn. Anh đã nói chuyện xong với Lôi gia chưa? Dương Quan Quan hỏi, thật sự không muốn can thiệp vào tàu thuyền Lôi thị sao? Dù sao, lợi ích cũng rất đáng kể, dù chỉ anh can thiệp một chút, Lôi gia cũng sẽ không nói gì cả. Tàu thuyền Lôi thị nên để ở trong tay Lôi gia, việc làm ăn của bọn họ nên do chính họ quản lý. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, dù lợi ích có lớn đến đâu, anh cũng sẽ không can thiệp. Bởi vì trong lòng anh, Lôi gia giống như một người bạn. Đã là bạn bè, trả giá vì họ thì anh cũng không nghĩ đến chuyện đền đáp. Tuy nhiên, Tham Lang không hiểu hành vi của Tề Đẳng Nhàn, bởi vì, theo ý kiến của anh ta, không gì có thể thoát khỏi lợi ích, chuyện không có lợi thì anh ta sẽ không bao giờ làm. Hơn nữa, tất cả bè lũ su nịnh trên thế giới này đều vì lợi ích. Anh ta rất khó hiểu tại sao Tề Đẳng Nhàn lại tốn công như vậy để làm một việc không mang lại lợi ích gì. Tham Lang ôm quyền về phía Tề Đẳng Nhàn nói. Nhị đương gia, sao ngài lại gọi tôi đến Hương Sơn? Tôi ở trong nhà tù U Đô sống rất tốt, mỗi ngày đều nghe giáo lý, thay đổi hoàn toàn, hối cải để làm người mới, nếu ngài gọi tôi đến đây là đang trì hoãn cuộc sống mới của tôi đấy. Tề Đẳng Nhàn quay lại nhìn anh ta với vẻ mặt khinh thường. Tham Lang vội vàng sửa lời nói, cũng không hẳn thế. Nhị thiếu gia, hiện tại ngài là tổng giám mục, nếu tôi có thể nghe lời ngài dạy. Chẳng phải tương đương với việc nghe phúc âm của Thánh Chủ, tìm được con đường cứu rỗi sao? Nhị đương gia quả thực là thần tượng của thế hệ chúng ta, không ngờ lại trở thành Tổng Giám Mục Thánh Giáo. Kỳ thật Tham Lang tôi, kính trọng Thánh Giáo cùng Thánh Chủ từ đáy lòng, nếu có thể nghe được phúc âm của Thánh Chủ, đời này sẽ không hối hận. Nhị đương gia quả thực là lợi hại, chỉ với 6 tỷ đô la đã có được địa vị như vậy trong Thánh Giáo. Vẻ mặt Dương Quan Quan kỳ quái nhìn Tham Lang. Tự hỏi tên này có phải bị người lừa hay không, sao lại nhắc đến chuyện này? Thực ra không có nhiều người biết tin Tề Đẳng Nhàn chi 6 tỷ đô la để mua chức Tổng Giám Mục, nhiều người suy đoán rằng lai lịch Tổng Giám Mục của anh rất mờ ám, tuy nhiên cụ thể là mờ ám như thế nào, bỏ ra bao nhiêu tiền thì vẫn chưa rõ. Nếu Tham Lang đã biết số tiền cụ thể nên rõ ràng đã có người nói cho anh ta biết. Tuy nhiên, anh ta cố tình nêu vấn đề này với Tề Đẳng Nhàn thì rõ ràng là anh ta đang tìm đường chết. Quả nhiên, Tề Đẳng Nhàn trầm mặc, sau đó cảm thấy tim như bị dao cắt, chết tiệt đó chính là 6 tỷ đô la. Cho dù bắt cóc quý giai, cũng phải bắt cóc 3 lần mới có thể kiếm được số tiền đó. Trên đời này có bao nhiêu con cừu béo như quý giai để cho anh bắt cóc? Càng nghĩ càng tức giận, anh nắm lấy cổ áo của Tham Lang, tức giận nói, mẹ kiếp, anh đến đây để hả hê khi người gặp họa đúng không? Tham Lang sửng sốt, kinh ngạc nói. Kịch bản không phải viết như vậy sao? Mình, rõ ràng đang khen ngợi nhị đương gia về sự khôn ngoan, tiềm năng và trí tuệ phi thường. Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, đã bắt đầu chào hỏi miệng rộng của anh ta liên tục. Bùm bùm vài cái đã đánh cho miệng của Tham Lang tràn đầy máu tươi, đầu ong ong, suýt thì bị chấn động não. Đáng chết, dạ ma ngu ngốc cùng tên hòa thượng chó chết đã bẫy mình. Hai tên lừa gạt này, Tham Lang cũng là người thông minh. Anh ta lập tức hiểu ra mình đã bị dạ ma và quỷ oán cùng nhau lừa gạt.
Mặc dù Tề Đẳng Nhàn hiện đã là tổng giám mục, nhưng rõ ràng vẫn canh cánh trong lòng đối với chuyện mình đã tiêu 6 tỷ đô la, vốn dĩ là không muốn nghe người khác nói về chuyện này. Mình lại tin vào lời gièm pha của hai tên dạ ma và oán quỷ, dám làm ra thao tác giống như nhảy disco trên mộ. Tham Lang không nói hai lời đã bán đứng đồng đội, nói, nhị đương gia, không phải lỗi của tôi ngồi xổm cả ngày ở trong nhà tù lấy đâu ra nhiều tin tức như vậy chứ. Đều là dạ ma và oán quỷ nói cho tôi. Họ nói là chỉ cần nhắc chuyện này với ngài thì có thể được ngài khen thưởng. Tôi vốn chỉ muốn nịnh bợ ngài thôi. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, không khỏi nhướng mày cười lạnh, hai tên kia ăn quả vặt còn chưa no à, lại để cho anh đến ghê tởm tôi. Được, chờ cuối năm tôi về sẽ từ từ tính sổ với bọn họ. Tham Lang lập tức vui sướng khi người gặp họa. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn anh ta, tiếp tục cười lạnh nói, nhưng anh cũng đừng nghĩ sẽ được sống tốt. Chờ anh làm xong việc cho tôi thì sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại. Tham Lang dùng mình, trong lòng chửi rủa, thằng nhóc này chính là điển hình của qua cầu rút ván, tá ma giết lừa. Tuy nhiên, nếu mình không làm việc thì cũng vẫn bị chết. Chết tiệt, mình phải bắt được cơ hội, không thể để cậu ta làm thịt được. Tề Đẳng Nhàn tuy rằng không biết Tham Lang đang nghĩ gì, nhưng cũng có thể đoán được một chút, nắm lấy hai cây sắt mà Dương Quan Quan dùng để luyện lực tay, khép ngón tay lại. Chỉ nghe thấy lòng bàn tay anh phát ra một âm thanh làm người ê răng, hai khối sắt bị ép trong lòng bàn tay nhẹ nhàng như bóp hai cục bùn. Tham Lang cảm thấy xương cốt mình cũng đang ẩn ẩn đau đớn. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn nói, tổ chức do anh thành lập có tên là Quần Lang hiện đang cấu kết với hội Huyền Dương của nước Kiệt Bành, đang chuẩn bị phá hỏng công việc của tôi. Tôi để anh đến là để thu phục bọn họ, nhân tiện để họ làm việc cho tôi. Bên phía Nam Dương không yên ổn. Cái nhà thờ lớn tôi muốn xây nhất định có vài thế lực dị đoan nhìn tôi không vừa mắt muốn đến gây rối. Trần gia không lấy ra được nhiều nhân vật lợi hại đến thế để giúp tôi giải quyết vấn đề. Cho nên tôi cần dùng đến bọn họ. Tham Lang vừa nghe thấy được liên lạc với thủ hạ cũ, trong mắt đã đảo lên xuống, trong lòng không tự chủ được nảy ra mấy chủ ý. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên biết tính cách của tên Tham Lang này, chỉ bình tĩnh nói, tôi quên nói cho anh biết. Hiện tại tôi có thể điều động đoàn kỵ sĩ thánh bất cứ lúc nào. Còn có một điều, trình độ võ công của tôi đã có thể phá vỡ hư không, cảnh giới thần không xấu. Bất kể là gió thổi cỏ lay gì tôi đều có thể nhìn rõ. Anh có thể thử xem, có muốn tạo phản dưới mí mắt tôi không? Nói xong, anh nhe răng cười với Tham Lang, trông rất hòa ái. Tham Lang nghe vậy sởn tóc gáy, xương cốt cũng có chút tê dại, cười nói. Nhị đương gia, ngài đang đùa tôi à? Tham Lang tôi trung thành với nhà tù U Đô, sao có thể tạo loạn chứ? Tôi không phải phái phản động như tên đồ phu kia. Tề Đẳng Nhàn cười vỗ đầu chó, nói, chuyện lần trước tôi còn chưa tính toán với anh. Nếu lần này anh thể hiện tốt thì có thể tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu như biểu hiện không tốt thì không chỉ đơn giản là bị treo lên vậy đâu. Tham Lang cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Anh ta biết rất rõ thủ đoạn của Tề Đẳng Nhàn tàn ác đến mức nào. Có những người trong nhà tù U Đô luôn không tuân theo kỷ luật, những người đó bây giờ không biết đã đầu thai ở đâu. Hai cha con nhà này là hai quản lý, thoạt nhìn chỉ đánh gãy chân hay là treo ngược người lên khiến người ta cảm thấy cùng lắm cũng chỉ như vậy, nhưng nếu thực sự vi phạm điểm mấu chốt thì mất mạng chỉ trong chốc lát thôi. Dù sao thì anh ta cũng từng thấy nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn to như bao cát. Có thể đánh đầu người ta nát bét như đập dưa hấu. Nhị đương gia yên tâm, tôi sẽ biểu hiện tốt, cố gắng lập công chuộc tội. Tham Lang nói. Cút đi, nghỉ ngơi thật tốt, làm tốt việc cho tôi. Tề Đẳng Nhàn xua tay, bảo Tham Lang lăn ra ngoài. Tham Lang đương nhiên không dám nói gì, trở về phòng nghỉ ngơi. Dương Quan Quan không khỏi hỏi, áp bức anh ta mạnh như vậy không có vấn đề gì sao? Tề Đẳng Nhàn nói. Em không hiểu, những người như anh ta nhất định phải bị trấn áp nặng nề. Nếu em cho anh ta một tiêu chuẩn lỏng lẻo hơn, anh ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến việc tạo phản chống lại em. Nếu không, em cho rằng vì sao cha anh lại đánh gãy một chân của anh ta chứ? Nếu cái chân này của anh ta không bị gãy, có lẽ trên đường anh ta đã đánh hai cảnh ngục bất tỉnh rồi tự mình bỏ chạy. Cho nên cần thiết phải dùng áp lực cao để đối đãi với anh ta. Tề Đẳng Nhàn rất rõ ràng về tâm lý và tính cách của các tù nhân trong nhà tù U Đô.
Mặc dù folder anh đặt tên là quy tắc quản lý nhà tù Udo chứa hầu hết các video giáo dục từ các giáo viên nhưng trong đó cũng có các kế hoạch quản lý thực sự. Đồ phu là loại người tránh tai họa, về cơ bản sẽ không gây chuyện gì, quỷ oán cũng có bản chất trốn tránh tai họa, dù sao người dân của nước Kiệt Bành Hận không thể chặt xác anh ta. Hơn nữa, anh ta rất thông minh sẽ không gây chuyện. Dạ ma à, anh ta chỉ là kẻ dễ bị bắt nạt, vua mạnh miệng mà thôi, bị trấn áp mạnh mẽ hai lần sẽ nhượng bộ. Chỉ có tham lang mới là mối nguy hiểm hàng thật giá thật. Dù sao từ cái tên của anh ta cũng có thể biết được tên này rất tham lam và xảo quyệt, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị anh ta cắn ngược. Tuy nhiên, anh ta cũng rất thông minh. Đây là lý do tại sao lúc Tề Đẳng Nhàn rời nhà tù luôn mang anh ta theo. Chậc chậc, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà tính cách của anh không bị vặn vẹo thật không dễ dàng. Dương Quan Quan không khỏi thở dài cảm thán một câu với Tề Đẳng Nhàn. Sau đó đồng tình với tuổi thơ của anh. Nhưng nghĩ lại thì hình như chính cô cũng không có tư cách gì để đồng tình với anh. Bởi vì tuổi thơ của cô ấy cũng không có bất kỳ điều vui vẻ gì đáng nói. Thậm chí ngay cả khi lớn lên, cô vẫn chỉ là một kẻ nhu nhược hèn nhát. Nếu Tề Đẳng Nhàn không dạy cô võ công thì cả đời này cô có lẽ sẽ phải sống một cuộc sống vâng dạ. Nghĩ tới đây, ánh mắt cô ấy không khỏi trở nên ôn hòa, đây chính là quý nhân trong đời cô. Chính là Triệu Tử Long cưới ngựa trắng cầm thương bạc đã cứu vớt cuộc sống mềm yếu của cô. Bên phía Nam Dương, có thể phái Vĩnh Dạ Quân tới đó, không cần dùng đến người của tham lang. Dương Quan Quan như có điều suy nghĩ nói. Vĩnh Dạ Quân vẫn phải ở lại trong nước, có họ ở đó thì thế giới ngầm của Hoa Quốc mới không thể gây ra nhiễu loạn gì. Huống chi ở đây sẽ có nhiều chỗ cần sử dụng họ hơn. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Dương Quan Quan cũng không nói thêm gì nữa. Đi vào phòng với Tề Đẳng Nhàn và trình bày với anh một số hoang mang trong quá trình luyện công gần đây. Người tài giỏi đến đâu cũng sẽ gặp phải nút thắt, lúc này sư phụ cần phải giải quyết nghi hoặc của họ. Gần đây em đã luyện dung thương lớn cũng có chút trình độ. Nhưng mà làm sao để vận dụng thương ý ở những chỗ khác ngoài quyền cước? Ví dụ như đòn tấn công bằng vai yến hình anh nói, em không thể lĩnh ngộ được sức mạnh của thương này. Dương Quảng Quan hỏi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hãy luyện tập chăm chỉ hơn, chỉnh tề hơn là em có thể lĩnh hội. Tề Đẳng Nhàn giải thích. Ồ, nhân tiện, em có thể xem video. Cái cánh gà ấy quá đẹp, bả vai của người ta cũng dùng rất tốt. Siuna Kuzini Tai Mây, Zenzia Đờ Chiên Bang Đu Đờ Đuổ Hao. Dương Quan Quan nhất thời không nói nên lời. Trò đùa cũ dích này, quả thực sẽ không bao giờ lỗi mốt phải không? Hôm nay chuyện tàu thuyền lôi thị đã kết thúc. Giải quyết thành công, khiến trong lòng mọi người đều vui vẻ, Dương Quan Quan tắm rửa xong, chuẩn bị để tên Tề Đẳng Nhàn này chiếm tiện nghi, thậm chí còn ăn mặc như tiếp viên hàng không. Khi có kết quả, phát hiện tên này đã nằm ngủ rồi, còn ngáy đều đều. Vì vậy, Dương Quan Quan trợn to mắt, cho rằng mình đang tán tỉnh một kẻ mù, ngày mai sẽ đốt hết quần áo mua vì tên này. Tề Đẳng Nhàn đã dùng hành động của mình để chứng minh. Bạn không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Ừ, làm tào đạo tặc không dễ dàng. Tề Đẳng Nhàn âm thầm thở dài trong lòng. Sáng sớm hôm sau, anh bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Điều này khiến anh rất khó chịu, cầm điện thoại lên nói, không cần ngủ sao. Làm phiền ông đây sớm thế. Tề giám mục, tôi đã đến nhà thờ lớn Hương Sơn, khi nào cậu mới tới? Giọng của giáo hoàng lạnh lùng truyền tới. Ồ, giáo hoàng. Tề Đẳng Nhàn thanh tỉnh ngay lập tức, cái kia chứ. Vừa rồi tôi đang nghe phúc âm của thánh chủ, không để ý người gọi là ai. Ha ha, tôi tới ngay bây giờ, tôi tới ngay bây giờ. Vừa nói, tay anh vừa mò trong chăn bánh bao trắng thơm ngào ngạt. Dương Quan Quan nhịn không được nói, anh chán ghét sao. Giáo hoàng nghe thấy giọng phụ nữ, rất ghét bỏ cúp điện thoại, sau đó nhìn xuống sách ma pháp do mình biên soạn, cười lạnh nói. Vốn dĩ tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi lừa cậu như thế này, nhưng bây giờ thì sao, không bán cho cậu thì tôi lại cảm thấy không thích hợp. Cuốn sách ma pháp này có khoảng 50 trang, phần lớn chứa đầy kinh văn của Thánh giáo. Trong đó giải thích một số sức mạnh siêu nhiên trong Thánh giáo. Mặt khác còn có một vài chú ngữ ma pháp mà giáo hoàng để trợ lý nói bừa vào. Giáo hoàng, ngài thật sự muốn bán cho anh ta sao? Không thích hợp, trợ lý nhìn giáo hoàng. Trong lòng có chút không đành lòng. Giáo hoàng thản nhiên nói, đây là một kiệt tác mà tôi đã dày công tạo ra.
nó giải thích những kinh văn khó nhất của Thánh giáo, đồng thời cũng chứa đựng ma pháp cường đại do tôi biên soạn. Tôi sẽ không bán nó cho người bình thường. Trợ lý hỏi, những ma pháp này, mạnh ở chỗ nào? Giáo hoàng bình tĩnh nói, khi cậu nghĩ mình có ma pháp, lúc đó có phải đã cảm thấy mình có sức mạnh không? Nội tâm mạnh mẽ cũng là sức mạnh. Trợ lý thầm nghĩ, khó trách ông mới là giáo hoàng. Giáo hoàng triệu tập tụ hội tất nhiên là phô trương không cần phải nói. Toàn bộ nhà thờ lớn đều chen đầy tín đồ thánh giáo, một đám vươn dài cổ để chiêm ngưỡng ánh sáng của giáo hoàng. Tề Đẳng Nhàn thầm thở dài trong lòng, danh tiếng của giáo hoàng đã rất kiêu ngạo, đi đến đâu cũng mang theo thánh quang, không cần nói một lời cũng có thể đạt tới hiệu quả kiêu ngạo đỉnh cao. Nhưng trong đầu anh cũng không có ý tưởng tôi có thể thay thế người, dù sao ý nghĩ như vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng thực hiện được. Sau khi cuộc họp kết thúc, giáo hoàng đang trên đường đến phòng khách, một cuốn sách bất ngờ rơi ra khỏi áo choàng của ông. Tề Đẳng Nhàn nhìn kỹ hơn, thấy tựa đề của cuốn sách là Bí Pháp Thần Thánh, điều này khiến anh không khỏi cả kinh, ồ, hóa ra giáo hoàng, người đứng đầu tôn giáo, thực sự có sức mạnh phi thường nào đó. Vừa đưa tay định nhặt lên, anh đã phát hiện giáo hoàng vội vàng cúi xuống nhặt, đặt vào trong ngực, như không muốn anh nhìn thêm lần nữa. Khụ khụ khụ, giáo hoàng, đó là cái gì? Ngài có thể cho tôi xem được không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Chỉ là số nội dung của Pháp Điển Thánh giáo thôi, không có gì đáng xem cả. Giáo hoàng bình tĩnh nói. Tuy nhiên, ông ta càng giả vờ bình tĩnh, Tề Đẳng Nhàn càng cảm thấy có gì đó không ổn, nói, tôi rõ ràng đã nhìn thấy, trên đó ghi là bí pháp thần thánh. Tôi muốn biết, bí pháp đó là gì? Giáo hoàng nói, chắc chắn cậu đã nhìn nhầm rồi, không có bí pháp thần thánh gì cả. Tề giám mục, cậu phải tin vào khoa học. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, nếu tôi tin vào khoa học thì sao suốt ngày tôi phải đi theo mông ông để xin nước thánh làm gì? Chắc hẳn giáo hoàng ngài sẽ không noi gương các đạo sĩ võ đang, nói một câu là phải tin tưởng khoa học sau đó thả người từ một tầng có độ cao 5-6 mét, tổng cộng là 3 hoặc 4 tầng trên vách núi nhảy xuống chứ. Đức giáo hoàng, tôi là tổng giám mục thành tín nhất của người. Chỉ chút bí mật này mà cũng không nói cho tôi biết, có phải quá đáng quá không? Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc hỏi. Giáo hoàng không khỏi nhíu mày trắng, nói, cậu xem những thứ này không tốt, bởi vì cậu sẽ không học được gì. Tề Đẳng Nhàn không khỏi hưng phấn, chẳng lẽ thật sự có loại ma pháp thần kỳ nào đó? Nhìn thôi cũng không làm ngài tổn thất gì, Tề Đẳng Nhàn nói. Cuốn sách này, ngoại trừ nhiều đời giáo hoàng kế vị ra, gần như chưa bao giờ được lưu hành ra thế giới bên ngoài. Cậu không thể đọc nó trừ khi, giáo hoàng nghiêm túc nói. Tề Đẳng Nhàn không cần giáo hoàng nói gì, anh rút thẻ ngân hàng ra và nói, tôi biết, thêm tiền. Giáo hoàng để trợ lý lấy thẻ ngân hàng, sau đó ông ta thở dài với Tề Đẳng Nhàn và nói, cầm đi đi, nhưng đừng cho bất kỳ người ngoài nào xem. Những gì được ghi ở đây là bí mật cốt lõi của thánh giáo ta. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy đắc ý, quả nhiên, anh đã kiếm được nhiều tiền cho giáo hoàng như vậy, trở thành tri kỷ của giáo hoàng. Thậm chí còn sẵn lòng cho anh xem những bí mật cốt lõi của thánh giáo. Trong tấm thẻ ngân hàng của Tề Đẳng Nhàn kia vẫn còn số tiền hàng chục triệu đô la. Sau khi có được sách ma pháp này, anh nóng lòng muốn nghiên cứu nó. Chúng ta hãy quay trở lại Thiên Chúa Quốc đi. Giáo hoàng nháy mắt với trợ lý của mình. Sau đó, giáo hoàng lên máy bay trở về Thiên Chúa Quốc cùng ngày hôm đó, không cho Tề Đẳng Nhàn cơ hội hối hận về quyết định của mình. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghiên cứu trong vài giờ, thử tất cả các chú ngữ trong sách ma pháp, anh nhận ra rằng mình đã bị ông già này lừa dối. Ông đây suốt ngày đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ. Giáo hoàng này, được, đức giáo hoàng tâm nhãn quá xấu rồi. Tề Đẳng Nhàn tức giận đến mức tay cũng run lên, hận không thể xé rách cuốn sách ma pháp này. Muốn đến gặp giáo hoàng để tính sổ thì người ta đã lên máy bay rồi, mình có chắp cánh cũng không đuổi theo nổi. Phải nói là gừng càng già càng cay. Việc Tề Đẳng Nhàn bị lừa lần này không thể trách anh không có IQ mà là do thân phận của giáo hoàng quá khí thế và bí ẩn. Hơn nữa thánh giáo vốn đã sở hữu thứ có sức mạnh siêu nhiên như nước thánh, điều này khó tránh khỏi khiến cho Tề Đẳng Nhàn bị lừa lần này. Tề Đẳng Nhàn nghi ngờ liệu có thực sự có ma pháp nào đó không? Anh biết sau này nếu đi gây chuyện với giáo hoàng, người ta cũng nhất định sẽ không nhận lỗi, thậm chí sẽ trách móc ngược lại là anh không đủ ngoan đạo. Do đó không thể hiểu được nội dung cuốn sách. Sau đó,
ông ta sẽ yêu cầu nộp một số tiền để tỏ lòng thành kính. Khi biết Tề Đẳng Nhàn, một kẻ suốt ngày lừa tiền bị giáo hoàng lừa lại một phen suýt nữa làm Dương Quan Quan cười đến vỡ bụng. Không phải là vui sướng khi người gặp họa mà là thật sự không nhịn được. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy nếu chuyện này lan ra, danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại suốt đời nên đã giao trách nhiệm cho Dương Quan Quan không được nói cho ai biết chuyện đó. Chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy lại số tiền này. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ trong lòng, muốn nhìn xem nơi nào có cơ hội kinh doanh. Dương Quan Quan khịt mũi coi thường ý tưởng của anh đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh sao? Đây rõ ràng là tìm xem ai dễ lừa gạt mới đúng. Đang lúc suy nghĩ thì người của Quý gia đã tới gửi thiệp mời. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy lời mời, anh không khỏi sửng sốt, sau đó nghe thấy đối phương nói rằng anh là người đầu tiên nhận được lời mời. Vì vậy, anh thở dài. Dương Quan Quan nhìn không được hỏi, thở dài là có ý gì? Tề Đẳng Nhàn nói, Quý gia gửi thiệp mời cho anh đầu tiên, bọn họ rõ ràng muốn có quan hệ tốt với anh. Nếu bọn họ có quan hệ tốt với anh, làm sao anh có thể giàu lên chỉ sau một đêm? Dương Quan Quan bỗng nhiên dở khóc dở cười, nói, hóa ra anh vẫn luôn thương nhớ đến Quý gia. Em thật sự không còn gì để nói. Tề Đẳng Nhàn tùy ý xua tay, cảm thấy có chút chán nản, tựa hồ ở Hương Sơn này đã không còn cơ hội làm ăn gì đáng nói, nên giải quyết chuyện này rồi rời đi càng sớm càng tốt. Trong lúc anh đang lo lắng, Đồ Phu đã gọi điện cho anh và nói rằng Tạ gia lại cử người đến Quang Dương, chính là người lần trước đã mất một quả thận. Lấy chút máu rồi bảo bọn họ lăn về đi, Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn nói. Bọn họ nói sẽ dùng 1 tỷ đô la để đổi lấy Tạ Thiên Tiều, một tay giao người, một tay giao tiền. Đồ Phu vội vàng nói. Tề Đẳng Nhàn hỏi, 1 tỷ đô la sao? Tài sản của Tạ gia không thua gì Quý gia. Họ biết tôi đã nhận được bao nhiêu từ Quý gia. Đây là coi thường tôi à? Đi, cắt một quả thận của Tạ Thiên Tiều, để người kia mang về đế đô. Loại giao dịch không thành ý này không nói cũng được. Đồ Phu nói, trước đây đã cắt một cái, cậu ta chỉ còn lại một cái thôi. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy cũng cắt. Đồ Phu cúp điện thoại, một lúc sau lại gọi lại, nói, đối phương đồng ý bổ sung thêm 500 triệu đô la. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, hơn 500 triệu. Xem thường ai chứ? Cắt luôn thận của người này đi. Đồ Phu gọi lần cuối và nói rằng bên kia sẵn sàng trả 2 tỷ. Tề Đẳng Nhàn ước tính 2 tỷ có lẽ là điểm mấu chốt của Tạ gia, dù sao anh cũng nhận được số tiền như vậy từ Quý gia, Tạ gia cũng không thể coi tiền như rác được. Vậy thì 2 tỷ, Tạ Thiên Tiều trả lại cho bọn họ đi. Đứa nhỏ này dù sao cũng vô dụng, ở Quang Dương mấy tháng qua là một bóng ma mà cả đời cậu ta cũng không thoát ra được. 2 tỷ đô la, Tề Đẳng Nhàn đủ hào phóng để Đồ Phu cầm 1 tỷ, anh và Trần Ngư mỗi người chia ra 500 triệu. Một đợt hồi máu này khiến anh cảm thấy rất sảng khoái. Đồng thời anh cũng nhận được tin, các ông chủ của trang sức ở Hương Sơn đều nhận được một lời dọa giết, cảnh báo họ không được hạ giá ngọc thạch nữa, nếu không, lần sau sẽ lấy mạng họ. Uy hiếp tử vong này đương nhiên là do tổ chức quần lang làm ra. Sau mối đe dọa gần đây, những cửa hàng trang sức ở Hương Sơn này không còn dám cùng với trang sức Trần Thị Trấn áp tập đoàn Hà Thị nữa mà đồng loạt nâng giá ngọc thạch trở về giá gốc. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để tập đoàn Hà Thị lấy lại máu, dù sao trong tay có nhiều nguyên thạch như vậy nện ở trong tay, muốn lập tức biến hiện cũng không phải chuyện một giây là làm được. Khi người ta đi mua ngọc thạch cũng không thể mua được hàng tấn ngọc thạch thành phẩm phải không? Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhận được tin có vẻ rất bình tĩnh, sau đó liên lạc qua điện thoại với Trần Ngư. Trang sức Trần Thị vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đe dọa nào nhưng Trần Ngư cho biết có thể có một số biến số trong kế hoạch đánh bại hoàn toàn tập đoàn Hà Thị. Cô cố tình để lọt, Tề Đẳng Nhàn cũng không hỏi thêm câu nào. Anh vội vã đến biệt thự của Tôn Dĩnh Thục, phu nhân tài phiệt xinh đẹp đang định ngày mai từ biệt Hương Sơn và trở về Cao Câu Ly nên đương nhiên anh muốn đến đây. Tôi mua quà cho anh, tự xem đi nhé. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười đưa chìa khóa gara và xe cho anh. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt một chút, không ngờ mình còn có quà, anh cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Sau khi mở cửa gara, nhìn thấy bên trong một chiếc xe địa hình màu đen sang trọng giống như xe bọc thép. Tên cảnh mục nhỏ bé chưa từng trải sự đời không khỏi kinh ngạc nói, mẹ kiếp, đây là loại xe gì? Xe bọc thép à? Tôn Dĩnh Thục bình tĩnh nói,
Kỵ sĩ 15 được sản xuất tại Lá Phong Quốc. Được lấy cảm hứng từ việc sử dụng xe bọc thép quân sự cho địa hình dân sự. Thời gian chế tạo trung bình của mỗi chiếc xe là 1.500 giờ, chỉ có 100 chiếc được sản xuất trong đợt đầu tiên. Thân xe làm bằng thép tấm chống đạn, cửa sổ và kính chắn gió đều có khả năng chống đạn, có thể chịu được hầu hết đạn thép cứng, có thể chịu được 15 cây di thuốc nổ TNT đánh vào. Tỷ lệ thân xe là 6098-2498-2540mm. Hammer ở trước mặt nó chỉ có thể coi là em trai thôi. Không phải anh nói có rất nhiều người có ác ý, muốn gây phiền phức cho anh sao? Bây giờ anh đã là tổng giám mục, là một cái cây to đón gió, đi ra ngoài tất nhiên phải chú ý an toàn, nên tôi đã đặc biệt chọn chiếc xe này cho anh. Nhưng đây là đồ cũ, hy vọng anh không quá để ý. Với năng lực của Tôn Dĩnh Thục, để có được một chiếc về tay không khó nhưng sẽ mất thời gian. Vì vậy, cô ấy trực tiếp sửa chữa một chiếc đã qua sử dụng, tuy là đồ cũ nhưng vẫn mới 95%. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn chỉ còn cảm động nhưng bây giờ lại mẹ kiếp, chị Phú bà tốt quá. Anh mở cửa xe thì thấy trong xe cũng chất đầy quà tặng dành cho mình như bộ vest, thắt lưng, đồng hồ, giày da, cùng với các loại kim cài áo và cà vạt, những thứ này đều đủ để lấy ra để triển lãm hàng hóa. Không gian của kỵ sĩ 15 vốn đã rộng lớn đến kinh người, lấp đầy nó là khái niệm gì? À, đây là cảm giác được bao dưỡng sao? Tề Đẳng Nhàn mặc dù không nghiên cứu nhiều về những món hàng xa xỉ này, nhưng anh không khỏi cảm thấy khiếp sợ khi nhận được nhiều quà như vậy cùng một lúc. Trên mặt Tôn Dĩnh Thục hiện lên một nụ cười ôn hòa, đây là lần đầu tiên cô ấy tiêu tiền cho một người đàn ông, hơn nữa một lần lại tiêu nhiều như vậy. Cô ấy thậm chí còn cảm thấy mình có đang tiêu phí một chút để trả thù không. Dù sao những năm trước đây cô ấy chưa bao giờ mua quà như vậy cho bất kỳ người đàn ông nào. Tôn Dĩnh Thục mỉm cười nói, dù sao thì anh cũng là một người có thân phận, có diện mạo. Từ giờ trở đi, anh phải là một người đàn ông tinh tế hơn khi ở bên ngoài. 7 chiếc Rolex đó là tôi tự mình lựa chọn cẩn thận, phối với bộ vest nào cũng đã viết rõ ở trên đó rồi, còn cả kim cài áo cũng cần phải chú trọng. Tề Đẳng Nhàn nói, về sau tôi không cần phấn đấu, chỉ cần ôm chặt đùi của Tôn phu nhân gặm là được rồi. Phi, Tôn Dĩnh Thục đỏ bừng mặt, nũng nịu nói, cô ấy vĩnh viễn không quên được tên trộm chó này trốn trong chăn của mình còn nhân cơ hội liếm đùi cô một cái. Tôn Dĩnh Thục để chìa khóa biệt thự vào bên trong, nói, biệt thự này tôi để lại cho anh, khi đến Hương Sơn tôi sẽ sống ở đây, anh không nên bán đi. Tề Đẳng Nhàn nói, sẽ không. Đây là nơi cô dùng để kim ốc tàng kiều, sao tôi lại bán được? Nói xong, tay trái của anh làm động tác vểnh phong lan, làm ra vẻ nũng nịu. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy kinh tởm, cô thích người đàn ông mạnh mẽ chứ không phải loại tô son chát phấn bốc phét. Tề Đẳng Nhàn cũng bị chính mình làm cho ghê tởm vội vàng lắc tay. Võ công đã luyện đến bậc này mà còn giả vờ yếu đuối. Mấy kẻ địch ở dưới suối vàng chết ở trong tay anh mà biết có thể tức đến mức xác chết vùng dậy hay không. Nhìn chiếc xe mà phu nhân tài phiệt xinh đẹp đưa cho Tề Đẳng Nhàn là biết cô ấy thích đàn ông mạnh mẽ. Dù sao lái chiếc xe này ra ngoài quá uy mãnh khí phách, giá cả có thể thua những chiếc siêu xe đó nhưng về mặt khí thế thì có thể ấn chúng trên sàn nhà cọ sát. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết anh có thích món quà tôi tặng anh không? Tôn Dĩnh Thục mỉm cười hỏi. Đương nhiên rất thích, Tề Đẳng Nhàn cao hứng phấn chấn mà trả lời, nào, đi, đi, lên xe đi, chúng ta thử xem. Tôn Dĩnh Thục bị anh kéo lên xe, sau đó lái một vòng quanh đường quốc lộ quanh co, xe dừng giữa chừng vì Tổng Giám Mục Tề nói rằng anh muốn thử không gian và khả năng chống địa chấn của xe. Chiếc xe địa hình siêu lớn sang trọng đậu trên đường núi từ đầu đến cuối không hề rung lắc. Hơn nữa không gian cũng không thể chê. Tề Đẳng Nhàn dùng các loại tư thế lái xe đều có thể thoải mái. Phu nhân tài phiệt mỹ lệ nằm trên ghế, đôi chân dài đi giày cao gót giơ cao lên mà vẫn không chạm đến nóc xe. Tề Đẳng Nhàn nghĩ rằng có lẽ chỉ có Cao Muội mới có thể để lại dấu chân trên nóc xe. Tuy nhiên, Cao Muội quá nhiều lời, tạm thời không nên trêu chọc cô ấy. Hạng nhất, đỉnh cao. Sau khi Tề Đẳng Nhàn lái xe về gara, giơ ngón tay cái lên với phu nhân tài phiệt sắc mặt hơi đỏ, cả người mềm mại. Tôn Dĩnh Thục sống trong nhung lụa hiển nhiên chưa bao giờ trải qua, cũng chưa bao giờ nghĩ đến kiểm tra tình trạng xe lại kích thích như vậy. Cho nên trải nghiệm từ hoàn cảnh đặc biệt này mang đến cho cô, ít nhiều cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng kích thích. Tôn Dĩnh Thục chừng anh một cái, biểu tình lộ ra vẻ quyến rũ,
nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại sợi tóc dính mồ hôi ướt trên mặt nói, bữa tối ăn cá. Tề Đẳng Nhàn tâm trạng rất tốt nên đồng ý ngay. Hôm nay Tôn Dĩnh Thục tiếp tục xếp xương, 6 cái. Nhưng lần này Tề Đẳng Nhàn không mặc cả với cô ấy. Hừ, lúc ở trên đường núi quanh co làm nhục tôi nhiều như vậy, đợi chút nữa sẽ làm cho anh phải nhận sai. Tôn Dĩnh Thục âm thầm cắn răng. Sau đó, cô ấy nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn lấy ra một ống nghiệm, uống sạch nước trong ống nghiệm trước mặt cô. Tôn Dĩnh Thục sửng sốt một chút, cầm ống nghiệm lên ngửi, không có mùi gì, hình như là nước khoáng bình thường. Tề Đẳng Nhàn giải thích với cô ấy cũng là nước khoáng, chẳng kia là nước khoáng thánh giáo được giáo hoàng ban cho để thanh lọc cơ thể và tâm trí. Tôn Dĩnh Thục rất đơn thuần đã tin ngay, dù sao đây thực sự là nước khoáng, viện khoa học do Ngọc Tiểu Long ủy thác cũng phân tích ra như vậy. Nếu giáo hoàng mà biết rằng Tề Đẳng Nhàn đã lãng phí nước thánh của mình nhiều như vậy, mà không tăng giá thứ này lên gấp 10 lần thì sẽ có lỗi với thánh chủ. Khi tổng giám mục thêm bắp độc nhất vô nhị của thánh giáo thì tất nhiên biến thành rồng hùng mạnh, hàng yêu phục ma cũng không phải nói chơi. Chuyến bay đã bị hoãn lại đến buổi chiều. Sáng sớm hôm sau, trợ lý của Tôn Dĩnh Thục gọi điện thoại, giọng khàn khàn nói. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy sau trải nghiệm này, Tôn phu nhân sẽ không còn tham lam đến mức xếp 6-7 chiếc xương cá trên lá cải nữa. Lần này mình đã lấy lại được phẩm giá của một tổng giám mục. Dù trời đã sáng nhưng tinh thần của Tề Đẳng Nhàn vẫn phấn chấn như cũ, nước thánh khiến anh không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí tai thính mắt tinh, cảm giác nhạy bén. Lái chiếc xe địa hình cao cấp nhất do Tôn Dĩnh Thục tặng, Tề Đẳng Nhàn đi tìm Trần Ngư. Sau khi nhìn thấy xe của Tề Đẳng Nhàn, ngay cả Trần Ngư kiến thức rộng rãi cũng không khỏi kinh ngạc nói, đây là loại xe gì? Đồ nhà quê đến từ Nam Dương chưa hiểu sợ đời. Kỵ sĩ 15 xe Việt giã hàng đầu của Lá Phong Quốc, có thể so sánh với một chiếc xe bọc thép. Tề Đẳng Nhàn đắc ý rào rạt nhảy từ trên xe xuống nói. Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Mặc dù Tề Đẳng Nhàn đang gặp rắc rối, nhưng vào lúc này lại trông như không có việc gì. Trong lòng anh không khỏi thầm nghĩ, giáo hoàng đáng kính. Nếu giáo hoàng sẵn lòng mỗi lần cho tôi một dương nước thánh, vậy thì tôi có thể không tin thiên tôn. Không cần lo làm gián điệp hai mang này nữa. Đáng tiếc, giáo hoàng lại lừa mình, vậy nên mình vẫn nên làm gián điệp hai mang này. Trần Ngư vẫy tay với Tề Đẳng Nhàn nói, anh đi theo tôi. Tề Đẳng Nhàn đi theo cô vào bên trong trang sức Trần Thị. Hai cha con Trần Hải và Trần Tuấn Nghị đang đứng ở trong, trước mặt có một cái dương da lớn. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đến, Trần Hải mở dương da ra, chỉ thấy một quả bom C4 ở bên trong, tuy nhiên là đồ bỏ đi, toàn bộ dây điện đã bị cắt. Này, C4 à, đây có phải là thứ do tổ chức quần lang kia gửi đến không? Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt, sau đó anh chạy tới lấy quả C4 bị hỏng ở bên trong ra. Trần Ngư nói, hẳn là đêm qua đưa tới, nhưng tuần tra theo dõi cũng không phát hiện được gì, không thể không nói tổ chức này có chút bản lĩnh. Trần Hải nói, lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu trang sức Trần thì chúng ta không hợp tác. Lần tiếp theo có thể sẽ là bom thật. Sắc mặt Trần Tuấn Nghị trắng bệch, nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề giám mục, anh phải nghĩ cách. Mặc dù chúng tôi đã liên lạc với người của Liên Thắng nhưng tôi không nghĩ họ đáng tin cậy, phải không? Hội Huyền Dương đã mượn thủ đoạn của tổ chức quần lang để dọa nạt các công ty trang sức khác. Trang sức Trần Thị là người cuối cùng. Chỉ sợ bọn họ sẽ chăm sóc kỹ càng một chút để Trần Ngư phải thành thật rút lui có trật tự xong việc. Ba người của Trần gia không nghe thấy Tề Đẳng Nhàn trả lời, chỉ thấy anh đang mày mò quả C4 trong tay, sau đó ấn mặt trên phím số 7.355.608. Chấm. Ba người không nói nên lời. Đúng lúc này, một chàng trai bước vào, mặc một bộ vest cắt may thủ công rất vừa vặn, đeo kính gọng vàng rất trang nhã, khuôn mặt như ngọc, đẹp trai tuấn tú. Sau khi Trần Hải nhìn thấy anh, không khỏi sửng sốt, nhỏ giọng nói với Trần Ngư, cô chủ, thiếu gia Bùi Bất Khí tới rồi. Tề Đẳng Nhàn không khỏi đặt quả C4 trong tay xuống, sau đó ngẩn người, tên là gì? Không đủ khả năng trả tiền phải không? Vừa nghe chính là một gã nghèo không có tiền. Bùi Bất Khí là người đến từ Thương hội Hoa Minh ở Nam Dương. Cha anh ấy là hội trưởng Thương hội Hoa Minh. Sắp tới, người trong gia tộc đang cân nhắc để cô chủ đi theo anh ta. Trần Tuấn Nghị nghiễm nhiên trở thành chó săn của Tề Đẳng Nhàn,
lập tức nói rõ toàn bộ thân thế bối cảnh và cả mục đích hiện tại của Bùi Bất Khí nói cho anh. Trần Ngư, tôi nghe nói cô gặp rắc rối nên cố ý tới đây xem thử. Bùi Bất Khí mỉm cười với Trần Ngư. Trần Ngư nói, Bùi thiếu gia khách khí quá, còn cố ý tới đây nhìn xem. Việc này không phải ngài đều biết sao. Bùi Bất Khí không hề tức giận mà chỉ mỉm cười dịu dàng nói, miệng lưỡi cô vẫn sắc bén như xưa, chuyện này tôi nên trả lời thế nào đây? Tề Đẳng Nhàn biết rằng anh chàng này chắc chắn đến đây để ăn trộm cá của anh nhưng vẫn tạm thời án binh bất động. Đẳng cấp như Trần Ngư, chỉ cần cô ấy không cam tâm tình nguyện thì có người đàn ông nào có thể ăn được con cá này. Có gì nói thẳng đi, Trần Ngư bình tĩnh nói. Lão phu nhân Trần gia các cô đã đồng ý cho chúng ta kết hôn, cho nên tôi tới đây giúp cô. Bùi Bất Khí cười nói. Trần Ngư cười lạnh nói, ra mà không chết là vì trộm đồ, càng lớn tuổi lá gan càng nhỏ. Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi giật mình, ôi, Trần Ngư này là một người phụ nữ ngỗ nghịch, khi sư diệt tổ sao. Trần Tuấn Nghị thì thầm vào tai Tề Đẳng Nhàn, từ khi cô chủ được sinh ra thì lão phu nhân tử đã không thích rồi. Luôn nói cô ấy giống với con hồ ly tinh đã đoạt đàn ông của bà ấy. Nam Dương Trần thì chúng tôi có ba dòng, cô chủ là dòng chính không được lão phu nhân thích nhất. Nam Dương Trần thị là một gia tộc lớn, lão phu nhân có thể nói là biểu tượng vật tổ của gia tộc, do mưa gió gần đây mà gia tộc đã bị chia thành ba phe. Một phe muốn hòa giải hoặc thậm chí hợp tác với Triệu gia, truyền lại tài sản thừa kế của gia đình một cách an toàn, một nhóm đang ngồi lưng chừng sẽ nghiêng về bên nào có nhiều ánh đèn sân khấu nhất, nhóm còn lại do Trần Ngư đại diện, quyết tâm bảo vệ lợi ích của Trần gia ở Nam Dương, dù có chết cũng không nhượng bộ một tấc. Bùi Bất Khí nói. Trần Ngư, lời này cô có thể nói trước mặt tôi nhưng đừng nói trước mặt người khác, kẻo sự việc lộ ra ngoài, người ta lại làm khó dễ, chỉ trích cô. Trần Ngư cười nói, được rồi, vậy anh nói xem anh có thể giúp tôi như thế nào. Thương hội Hoa Minh chúng tôi có quan hệ khá tốt với cô Kamiyama Yui của hội Huyền Dương. Hiện tại cấp dưới của cô Kamiyama Yui đã chiêu mộ người của tổ chức Quần Lang. Tốt nhất cô không nên trở thành kẻ thù của cô ấy. Nếu không chắc chắn sẽ xảy ra những tai họa khó lường. Muốn cắt thịt trên người Hà gia đúng là có thể thu được không ít ích lợi nhưng không đáng phải làm như vậy, hơn nữa Hà gia có quan hệ không tệ với Hương Sơn Long Môn. Chỉ bằng tôi đứng ra bắc cầu để cô hợp tác với hội Huyền Dương cùng bảo vệ Hà gia. Cả hội Huyền Dương và Hà gia đều sẽ đưa ra những lợi ích khiến cô hài lòng. Hơn nữa, bằng cách này, nội bộ Trần gia của cô có thể cùng chí hướng. Bùi Bất Khí nhẹ nhàng nói, nếu anh ta kết hợp thêm một chiếc quạt lông vũ và khăn chít đầu thì có lẽ sẽ hơi giống chỉ điểm Giang Sơn. Tề Đẳng Nhàn nghe xong lời này trong lòng nhất thời không vui. Hóa ra cái thương hội Hoa Minh gì đó lại là thế lực một phương của Triệu gia. Đây là muốn làm cho Trần Ngư Tử bỏ đồng minh là mình, đầu nhập cho phe khác sao? Trần Tuấn Nghị tiếp tục đảm nhiệm chức chó săn, nhỏ giọng nói, thương hội Hoa Minh là một trong những thương hội lớn nhất của Hoa Quốc ở Nam Dương. Nó rất hùng mạnh. Nghe Bùi Bất Khí nói xong, Trần Ngư nhẹ nhàng lắc đầu nói, những lời anh nói có chút buồn cười, anh không biết sao. Bùi Bất Khí nói, hội Huyền Dương sẽ có tổ chức Quần Lang tương trợ, hơn nữa. Lần này tôi đến Hương Sơn là muốn tham gia tiệc mừng thọ của quý lão gia tử, đạt thành hợp tác với quý gia. Đến lúc đó, thương hội Hoa Minh liên thủ với quý gia, thực lực sẽ nâng cao một bước, cô sẽ cần tôi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe thấy điều này, đôi mắt không khỏi tái đi. Mình còn đang suy nghĩ bị giáo hoàng lừa gạt thì lấy lại máu ở nơi nào. Đây không phải là tới rồi sao? Nhất định là quý gia a, ia, Tề Tổng Giám Mục không khỏi vui mừng trong lòng. Sau khi nghe được những lời của Bùi Bất Khí, vẻ mặt của ba người Trần Hải, Trần Tuấn Nghị và Trần Ngư có một chút biến hóa. Hiển nhiên, tin tức này khiến ba người bọn họ vô cùng chấn động. Quý gia là một gia tộc vô cùng quyền lực không thể nghi ngờ, họ có mối quan hệ rất tốt với chính phủ nước Anh. Ở trong quốc gia đó, họ thậm chí có thể được coi như quý tộc. Hơn nữa, quý gia rất giàu có, sản nghiệp cũng khổng lồ, nếu có bất kỳ sự hợp tác nào với Thương hội Hoa Minh, nói đây là một liên minh mạnh mẽ cũng không quá lời. Đừng nhìn thái độ rụt rè hiện tại của quý gia với Tề Đẳng Nhàn, chỉ vì bọn họ cho rằng tên này là một kẻ dã man thô bạo. Đồ sứ không cần thiết phải va chạm với ấm sành. Cộng với việc những nhân vật quan trọng trong thượng quan gia bị tiêu diệt, thiếu gia của gia tộc Rothschild ở Mỹ bị một quyền đấm nổ đầu nên trong lòng họ càng thêm kiêng kỵ.
Phải nói rằng mặc dù lúc Tề Bất Ngữ đi giết Thượng Quan Hạo Nguyệt là có ý làm chuyện xấu, nhưng khi chuyện qua đi lại đúc thành hung danh cho Tề Đẳng Nhàn. Ít nhất ngay cả đại gia tộc cường địa như Quý gia cũng cảm thấy kiêng kỵ anh. Tin tức này của Bùi Bất Khí khiến Trần Ngư cảm thấy có chút nghiêm túc, bởi vì Thương hội Hoa Minh ủng hộ phe phái trong Trần gia phản đối cô ấy. Nếu Thương hội Hoa Minh đạt được sự hợp tác với Quý gia thì sức ảnh hưởng của họ ở Nam Dương chắc chắn sẽ trở nên đáng sợ hơn. Khi đó, tiếng nói phản đối của Trần gia tất nhiên sẽ tăng lên, càng chèn ép địa vị của cô ấy trong Nam Dương Trần thị, thậm chí ảnh hưởng đến bố trí của cô ở toàn bộ Nam Dương. Trần Ngư, đừng suy nghĩ những thứ không thực tế đó, đảm bảo củng cố lợi ích của mình mới là việc cần làm đầu tiên. Bùi Bất Khí cười nói. Ha ha, Trần Ngư chỉ là thản nhiên cười một tiếng nhưng trong lòng đã tính toán rồi. Tề Đẳng Nhàn cũng muốn xem Trần Ngư sẽ lựa chọn gì vào lúc này cho nên anh cũng không nói gì. Tuy nhiên, anh không lên tiếng không có nghĩa là những người khác sẽ buông tha cho anh. Ánh mắt của Bùi Bất Khí dừng trên người Tề Đẳng Nhàn nói. Tôi biết anh là ai nhưng lần này ạm không thể làm được gì. Hội Huyền Dương nhập cuộc đã phá vỡ kế hoạch của anh, tổ chức quần lang cũng đủ để dọa lui nhiều thế lực mạnh mẽ. Tề Đẳng Nhàn không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nói, cha, quần lang đáng sợ quá, tôi sợ quá. Liệu họ có dùng đầu đạn hạt nhân để thổi bay tôi không? Nghe được Tề Đẳng Nhàn lời nói, Trần Ngư không khỏi bật cười một tiếng. Bất kể lúc nào tên này, nhìn qua cũng thấy tâm rất lớn, có thể bình tĩnh xử lý mọi việc. Còn nữa, anh còn nói Thương hội Hoa Minh muốn hợp tác cùng Quý gia sao? Tốt lắm, có muốn tôi đi tìm Quý lão gia tử nói thêm một câu để giúp các người thúc đẩy tiến độ nhanh hơn không? Tề Đẳng Nhàn rất gấp gáp nói. Anh thực ước gì Quý gia hợp tác với Thương hội Hoa Minh? Dù sao anh cũng đã suy nghĩ kỹ về Quý gia ra được điều tâm đắc, giống như suy nghĩ của Trần Ngư. Nếu Quý gia thật sự hợp tác chặt chẽ với Thương hội Hoa Minh, như vậy khi anh dùng dao nhỏ, không cần để ý đến việc có lý hay không, có quy tắc hay không. Dù sao đã là kẻ thù thì cứ cắt thụt trước rồi nói sau. Anh căn bản không quan tâm bối cảnh cậu Quý gia ở nước Anh. Dù sao nơi đó chính là Europa, chỉ cần ở Europa thì không có chuyện gì mà giáo hoàng không gánh được. Giáo hoàng mặc dù không hài lòng với anh nhưng dù sao anh cũng là người phát ngôn của thẩm phán Samson. Đây là lời của chính Đức Giáo Hoàng. Tuy bây giờ Giáo Hoàng rất hối hận vì đã từng nói ra điều đó, thậm chí còn thú nhận với Thánh Chủ rằng ông ta đã bị đô la mà Tề Đẳng Nhàn đập vào làm mù mắt nên mới nói bừa bãi. Bùi Bất Khí cười nhạo một tiếng nói, anh cho rằng mình xứng sao? Tổ chức quần lang muốn đối phó anh mà còn phải dùng đầu đạn hạt nhân ư? Còn thúc đẩy Quý gia hợp tác với Thương hội Hoa Minh chúng tôi nữa? Ha, anh cho rằng mình là vương gia quý tộc ở nước Anh sao? Anh mà cũng xứng nói như vậy sao? Tề Đẳng Nhàn đau lòng nói, lời anh nói có chút tổn thương người khác đấy. Tôi chỉ muốn Quý gia hợp tác với Thương hội Hoa Minh của anh càng sớm càng tốt. Ánh mắt Bùi Bất Khí khinh thường thờ ơ nhìn anh, sau đó quay đầu đi, rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh nữa. Trần Ngư, thế nào? Đã cân nhắc chưa? Tương lai chúng ta sẽ là một gia đình, không cần quá xa lạ, tôi cam đoan. Cô làm theo ý tưởng của tôi có thể thu được rất lớn lợi ích. Bùi Bất Khí nói với Trần Ngư một cách chân thành. Trần Ngư bình tĩnh nói, tôi và anh hình như không còn gì tốt để nói, chúng ta có đường lối khác nhau, khó lòng hợp tác. Mời anh về đi, không cần đến tìm tôi nữa, nói mấy câu này với tôi cũng vô dụng thôi. Trong mắt Bùi Bất Khí không khỏi hiện lên một tia thất vọng, nói, không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể để cho cô nhìn xem. Có một số việc chỉ dựa vào lực lượng của cô không thể xoay chuyển được. Nói xong, anh ta quay người chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, anh ta lại liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh nói, bất cứ kẻ nào cố gắng cản trở xu hướng chung sẽ chỉ bị bánh xe vận mệnh đè bẹp, không có ngoại lệ. Anh ta bày ra vẻ phong độ rời đi, bày ra khí chất người cũng như tên, quân tử không tức. Tề Đẳng Nhàn không khỏi khịt mũi coi thường, uể oải nói. Kẻ ngốc như vậy chắc chắn cho rằng mình là chân mệnh thiên tử, có thể đứng ở chỗ đầu sóng ngọn gió, nắm giữ mặt trời trăng sao nhỉ. Trần Ngư nghe xong không khỏi bật cười nói, lời này của anh rất khó nghe đấy. Dù sao người ta cũng là thiếu chủ Thương hội Hoa Minh, địa vị phi phàm. Hơn nữa xét tình huống hiện tại, anh ta quả thực đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nắm chặt mặt trời trăng sao đấy. Tề Đẳng Nhàn không để bụng, lắc đầu nói,
Loại ngu ngốc này thường cần vả miệng lớn hai cái để thổi bay phong thái tao nhã mặt ngoài của mình thành từng mảnh nhỏ. Lúc trước, Tiêu Tinh ở Tam Giác Độc đại khái có thể cảm nhận được điểm này. Khi Tiêu Tinh lần đầu gặp Tề Đẳng Nhàn có thái độ rất cao ngạo, hút xì gà và trông như thể anh ta có trí tuệ trong tay, kết quả là bị Tề Đẳng Nhàn vả miệng đến mức hết sạch phong độ. Nếu không phải Tề Đẳng Nhàn đang trông cậy vào Bùi Bất Khí có thể tâm sự tốt cùng quý gia thì không chừng hôm nay đã phải thưởng cho tên thích khoe khoang này hai cái vả miệng rồi. Có một điều cần nói, nếu đúng như Bùi Bất Khí nói thì tình huống tiếp theo của chúng ta sẽ rất khó khăn. Trần Ngư trầm giọng nói, sắc mặt có chút âm trầm. Tôi sẽ giải quyết tổ chức quần lang, cô tiếp tục hành động, ấn chết Hà Gia hoàn toàn vào vũng lầy cho tôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Chuyện hợp tác giữa quý gia và thương hội Hoa Minh kia thì tôi rất vui lòng xem họ đẩy nhanh tốc độ đấy. Điểm này, cô không cần lo lắng. Chờ cho quan hệ của họ thêm mật thiết tôi sẽ tự mình ra tay dọn dẹp bọn họ. Loại gà vườn chó xóm mà cũng dám đến đoạt cá tôi ăn. Trần Ngư nhịn không được trừng mắt lên, sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, nếu anh dám trêu chọc tôi như vậy trước mặt Hướng Tổng, Lý Tổng. Thậm chí là đùa giỡn tôi trước mặt thư ký Dương vậy thì tôi tôn trọng anh như một người đàn ông. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt đắc ý nói, có gì không dám. Tôi là một người đàn ông trưởng thành, còn có thể để phụ nữ đè lên đầu à. Nói đến đây, anh lại thầm suy nghĩ, tôi chỉ là giả vờ thôi, không quá đáng nhỉ. Tất nhiên Trần Ngư biết hắn đang khoe khoang nên cô ấy đuổi hắn đi. Tuy nhiên cô ấy phát hiện ra rằng Tề Đẳng Nhàn. Cái tên không chú trọng ăn mặc này hôm nay lại ăn mặc đẹp, hợp khí chất lại càng tăng thêm sức mạnh. Là người thông minh, cô ấy đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ người này đã được cao nhân chỉ bảo. Sau đó, cô ấy cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thực sự bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc khi gặp cô ấy, điều này khiến cô ấy cảm thấy hơi đắc ý, rõ ràng là hắn muốn để lại ấn tượng tốt hơn với cô ấy. Có điều cô ấy đâu biết rằng trang phục của Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn là do Tôn Dĩnh Thục chọn cho hắn. Cách ăn mặc trước đây của Tề Đẳng Nhàn không đến nỗi quê mùa nhưng tuyệt đối không phải thanh lịch, bây giờ hắn chú ý đến cách ăn mặc một chút thì lập tức mang đến một khí chất hoàn toàn khác biệt. Tôn phu nhân không ngờ món quà cô ta tặng cho Tề Đẳng Nhàn, ngược lại khiến cho tên này càng thêm trêu hoa ghẹo nguyệt. Không cần quan tâm về mối đe dọa từ tổ chức quần lang, muốn làm gì thì cứ làm như thế, dù sao thì Tổng Giám Mục Tề đã cho chúng ta một sự đảm bảo. Trần Ngư nói với Trần Hải. Vâng. Tiểu thư, Trần Hải gật đầu nhưng vẫn lo lắng, dù sao lời nói của Bùi Bất Khí rất có trọng lượng. Ngược lại là Trần Tuấn Nghị rất có lòng tin với Tề Đẳng Nhàn, cậu ta cảm thấy thủ đoạn của người anh em này rất cao, thậm chí còn tự mình bẻ gãy phần lớn sống lưng của võ lâm phía Nam, đối phó những việc này chắc chắn không có vấn đề gì. Quần lang. Trực tiếp biến thành Husky là được. Trần Ngư dẫn Tề Đẳng Nhàn vào văn phòng thưởng trà và trò chuyện ngắn gọn với hắn về bối cảnh của Thương hội Hoa Minh. Thương hội Hoa Minh được thành lập từ thế kỷ trước, khi đó có rất nhiều người Hoa đến Nam Dương, chúng tôi đều không có gốc gác nên phải ở cùng nhau. Để không bị dân bản địa bắt nạt thế là chúng tôi thành lập các tổ chức xã hội và thương hội riêng biệt. Thương hội Hoa Minh được gọi là thương hội nổi tiếng và có thực lực nhất vùng Nam Dương. Nhiều gia tộc người Hoa bao gồm cả Trần Thị của chúng tôi đều có ít nhiều mối quan hệ kinh doanh với bọn họ. Trần Ngư nói về bối cảnh lịch sử của Thương hội Hoa Minh với Tề Đẳng Nhàn, đồng thời cũng nói về những việc quan trọng mà bọn họ đã làm những năm gần đây. Ở Nam Dương vẫn còn rất nhiều người Hoa, tổ tiên của họ đều là người nước Hoa, tuy nhiên để kiếm sống mà bọn họ phải rời khỏi quê hương và đến Nam Dương kiếm tiền. Sau đó thì định cư ở một vùng của Nam Dương. Tề Đẳng Nhàn hỏi. Cô với lão thái quân của Trần gia có mối quan hệ rất căng thẳng sao? Trần Ngư nói rằng, mặc dù bố tôi là anh cả, trưởng tử nhưng đã không được lão thái bà thích. Tôi đây lại càng không được thích, bà ta kiên quyết nói tôi giống như hồ ly tinh dụ dỗ ông nội của tôi, có một lần còn suýt dìm chết tôi xuống nước. Tề Đẳng Nhàn cười nói, vậy cô có thể trở thành người có quyền lực nhất Trần Thị ở Nam Dương đúng là không dễ dàng, dù gì thì lão thái quân đang nhắm vào cô như thế. Trần Ngư lạnh lùng nói, trước kia ông nội còn sống thì còn tốt nhưng sau khi ông mất thì toàn bộ Trần Thị ngày càng lụi bại. Lão thái bà này không có bản lĩnh gì còn khơi mà mâu thuẫn nội bộ và hướng ra phía bên ngoài, ngược lại đều là cùng loại người. Nói xong những lời này, cô ấy thở dài và cười nói, những lời này đừng nói với người khác. Tôi là người Trần Thị ở Nam Dương nhưng vẫn có tiếng là đứa cháu có hiếu có tài.
Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi vui mừng, vậy nhất định tôi sẽ nói cho người khác biết, cô cũng không giúp gì được cho tôi. Ôi, ca ca, anh đừng như vậy mà. Trần Ngư bỗng nhiên lắc vai tỏ vẻ hờn dỗi. Tề Đẳng Nhàn nổi da gà toàn thân nhưng hắn có thể hiểu được tình cảnh của Trần Ngư, suy cho cùng thì Trần Thị cũng là một gia tộc lớn. Trần Ngư muốn khống chế Trần Thị thì nhất định phải có đức hạnh không chê vào đâu được, ít nhất cũng phải giả vờ hòa thuận ra bên ngoài. Dù sao nếu là hắn cũng sẽ không thân cận với một lão già luôn coi thường, thậm chí còn suýt dìm chết hắn. Nếu không trở tay đấm cho hai phát thì đối phương nên biết ơn, lại còn lại nhảy chuyện quan trọng như cuộc hôn nhân của mình. Vậy trực tiếp mở khẩu đại bác ý để giải quyết cho xong. Trần Ngư uống một ngụm trà xanh, nói rằng, anh cũng không cần lo lắng cho tôi, tuy rằng bà ta đã đồng ý chuyện kết hôn nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đồng ý. Quyền quân sự vẫn nằm trong tay tôi, bọn họ không có cách nào ép tôi làm bất cứ chuyện gì. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, đương nhiên tôi sẽ không lo lắng cho cô, tôi cũng không thích cô. Trần Ngư cau mày nói, anh không thích tôi mà cả ngày còn hỏi tôi chụp ảnh à. Chậc chậc, mặc dù là lão nhị vạn năm của nhà tù U Đô và Thánh giáo nhưng lại nói một đằng làm một nẻo, bản lĩnh ra vẻ đạo mạo này của anh hoàn toàn xứng đáng đứng nhất. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo, thích cô và muốn ngủ với cô là một chuyện sao? Tôi thèm muốn thân thể cô chứ không phải là linh hồn kiêu ngạo của cô. Trần Ngư trực tiếp cho hắn vài cú đấm nhưng đáng tiếc là lực sát thương có hạn. Tôi chỉ lo lắng một ngày nào đó cô thay đổi quan điểm. Dù sao thì bất kể lợi ích gì cũng có thể thỏa hiệp. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nhìn cô ấy, chậm rãi nói. Sẽ không, dựa vào đâu mà anh cảm thấy tôi sẽ đâm sau lưng anh. Trần Ngư hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói. Có thể tôi không phải người kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình nhưng tôi chắc chắn không phải kẻ hèn nhát thích thỏa hiệp để cho người khác chi phối cuộc đời mình. Thay vì để tôi dựa dẫm vào người khác thì không bằng cá chết rách lưới. Tề Đẳng Nhàn nghe Trần Ngư nói. Trong lòng có hơi cảm động nhưng câu cuối cùng lại khiến hắn không nhịn được muốn lái xe. Vì thế hắn buột miệng nói, không muốn dựa dẫm vào người khác. Vậy từ nay về sau cô sẽ ở trên tôi. Rõ ràng Trần Ngư bị tư duy lung tung của hắn làm cho ngẩn người, đôi mắt to trong veo chỉ có kinh ngạc, phải mất một lát mới phản ứng được. Cô trực tiếp hất nước trà về phía Tề Đẳng Nhàn. Nhưng lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn vút lên cao một vòng. Toàn bộ bàn tay rung lên với tần số mà mắt thường không thể nhìn thấy, một dòng năng lượng từ lòng bàn tay hắn bắn ra từng đợt, nước trà bị hất ra lại bị hắn gom vào lòng bàn tay và biến thành một quả cầu nước. Quả cầu nước lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay hắn mà không tan ra. Trần Ngư trợn tròn mắt trước cảnh tượng này và đưa tay ra đón. Tề Đẳng Nhàn vừa buông lòng tay, nước lập tức tràn ra làm ướt tay Trần Ngư, trà đổ cũng làm ướt một mảng váy lớn của cô ấy. Này, anh làm gì vậy? Trần Ngư giật mình, tức giận hét lên. Là cô tự đưa tay ra, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, cười nói. Trần Ngư khẽ khịt mũi sau đó lại cười tươi như hoa, anh thật xấu xa, khiến người ta bị ướt. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được để mắt tới giọt nước đang từ từ trượt xuống đôi chân thon thả của cô ấy, yết hầu lại trượt lên trượt xuống không thể kiểm soát. Kiểu yêu nghiệt như Trần Ngư, cho dù là chân nhân giác ngộ thành Phật. Sợ rằng cũng không nhịn được mà động lòng Trần Thế. Anh đang nhìn cái gì? Trần Ngư giả vờ không biết, mỉm cười hỏi. Tề Đẳng Nhàn nói, móng heo mềm như vậy, nướng lên chắc chắn sẽ rất ngon. Trần Ngư trợn mắt nhìn hắn, nói rằng, cút nhanh lên, ăn nói trơn tru, hôm nay tôi không có tâm trạng để anh đùa giỡn. Sau khi hiểu được những gì Tề Đẳng Nhàn nói trước đó thì Trần Ngư cũng có thể bớt buồn về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thương hội Hoa Minh cứ tới đi, để xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Cô ấy vẫn khá tin tưởng tên Tề Đẳng Nhàn này, mặc dù cô ấy cảm thấy người này gần đây có hơi kiêu ngạo nhưng dù sao thì hắn cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Là một người quản lý thời gian xuất sắc, đương nhiên Tề Đẳng Nhàn sẽ lái xe Nai 15 về biệt thự của Tôn Dĩnh Thục, sau đó mới đi gặp Dương Quan Quan. Nếu không thì Dương Quan Quan chắc chắn sẽ hỏi chiếc xe này ở đâu ra. Ai tặng? Nếu có quá nhiều câu hỏi thì việc lộ bí mật là điều khó tránh khỏi. Nhưng sau khi Tề Đẳng Nhàn trở về lại phát hiện Tôn Dĩnh Thục vẫn chưa đi, cô ta phờ phạc trang điểm ở nhà, rõ ràng là vừa mới dậy để làm. Này, không phải cô sẽ lên máy bay trưa nay sao? Tề Đẳng Nhàn nói. Đây không phải là lỗi của anh sao?
Tôn Dĩnh Thục lườm hắn và dùng phấn mắt để che đi quầng thâm mắt nhàn nhạt của mình. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy làm đàn ông thật khó, còn phải co kè mặc cả từng lá rau, không gây ra tổn thương lớn nhưng có tính vũ nhục cực cao, nếu để hắn thực hiện đến cùng thì sẽ bị chỉ trích không thương hoa tiếc ngọc sao. Sau khi thoa phấn mắt xong, Tôn Dĩnh Thục mới lên tiếng, tôi hoãn thời gian bay xuống buổi chiều để ngủ bù. Tề Đẳng Nhàn cười nói, dù sao máy bay của cô cũng là máy bay tư nhân, ở trên máy bay cũng có giường để ngủ. Tôn Dĩnh Thục oán hận, không dậy nổi được chưa? Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tề Đẳng Nhàn chủ động giúp cô ta chải tóc trang điểm, ban đầu hắn rất nghiêm túc giúp đỡ nhưng không biết làm sao mà thân trên của Tôn phu nhân lại úp sấp trên bàn trang điểm, sau đó chai lọ trên bàn trang điểm đổ đầy bàn, thậm chí còn rơi xuống đất vỡ vụn. Hơn nữa, chiếc bàn trang điểm cao cấp và chắc chắn lại lung lay trong quá trình này như thể sắp rời ra thành từng mảnh. Tề Đẳng Nhàn không khỏi khen ngợi nước thánh của thánh giáo. Cuối cùng đương nhiên là hắn đảm nhận nhiệm vụ đưa Tôn phu nhân ra sân bay, dù sao thì phu nhân tài phiệt xinh đẹp mệt mỏi dã rời đến mức phải cần sự hỗ trợ của hắn mới có thể bước đi. Khi chia tay, Tôn Dĩnh Thục hơi không muốn rời đi, tuy nhiên là một người phụ nữ trưởng thành và mạnh mẽ, cô ta sẽ không bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Tôi sắp đi, anh hãy sớm đến Triều Tiên tìm tôi và giúp tôi lấy lại bảng hiệu của bố tôi. Tôn Dĩnh Thục nắm lấy tay của Tề Đẳng Nhàn và mỉm cười dịu dàng. Ừ, đương nhiên rồi. Tề Đẳng Nhàn liên tục gật đầu, ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của phu nhân tài phiệt và đỡ cô ta lên máy bay. Đợi đến khi thấy Tề Đẳng Nhàn vẫy tay, máy bay dần dần lăn bánh về phía trước, Tôn Dĩnh Thục không nhịn được có cảm xúc đa sầu đa cảm, nước mắt lưng tròng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ta trải qua cảnh chia ly giữa những người yêu nhau như thế này, dù tuổi tác và tâm lý đã đủ trưởng thành nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bi thương. Tuy nhiên loại cảm giác bi thương này, chắc chắn người đàn ông ấm áp Tề Đẳng Nhàn đã định trước là không thể nào cảm nhận được, dù sao thì hai người Lý Vân Uyển và Irina Zinva đều được hắn đưa sang Mỹ. Đương nhiên, là một người đàn ông ấm áp, hắn sẽ thường xuyên nhớ đến họ, gửi cho họ lời nói và thơ tình dịu dàng, tuy nội dung bài thơ tình giống nhau nhưng điều này cũng không gây trở ngại, chắc chắn họ sẽ không lấy thơ tình nhận được ra chia sẻ với nhau. Lật xe, không thể nào. Mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của nhị đương gia. Giống như bây giờ, hắn sao chép tin nhắn đã gửi cho Lý Vân Uyển vài ngày trước rồi dán vào cuộc trò chuyện và gửi cho Tôn Dĩnh Thục. Chỉ cần máy bay hạ cánh thì Tôn Dĩnh Thục sẽ nhận được. Đó là một bài thơ hiện đại do hắn tự sáng tác, vẫn có chút quan niệm nghệ thuật, cho đến nay hắn mới gửi cho Lý Vân Uyển, Irina Zinva và Hướng Đông Tình mà thôi. Một bài thơ thâm tình như vậy mà chỉ có ba người nhận được. Có thể thấy được sự thâm tình của nhị đương gia. Dương Quan Quan không được nhận là bởi vì Tề Đẳng Nhàn thường xuyên ở bên cạnh cô ta nên có thể trực tiếp nói ra, còn gửi thơ tình làm gì. Sau khi tiễn Tôn Dĩnh Thục mới vội vã đi tìm Dương Quan Quan. Tôi phát hiện gần đây thỉnh thoảng anh lại mất tích, ngay cả liên lạc cũng không liên lạc được. Sau khi Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì có hơi khó chịu. Đó không phải là vì bận rộn sao? Em cho rằng Tổng Giám Mục dễ làm à? Tề Đẳng Nhàn thuận miệng giải thích một câu. Dương Quan Quan nói với Tề Đẳng Nhàn một việc, nói rằng hôm nay có người đến câu lạc bộ để bàn công việc, hơn nữa còn là đơn lớn. Có điều người tới tự xưng là Thương hội Hoa Minh, với lại còn đưa ra điều kiện khiến Dương Quan Quan không hài lòng. Thế là Dương Quan Quan trực tiếp đuổi người đi. Ồ, Thương hội Hoa Minh, mấy tên khốn kiếp này lại dám vung quốc đến chân tường của anh rồi à? Tề Đẳng Nhàn nghe thấy thì không khỏi sửng sốt rồi trở nên tức giận. Dù sao thì Trần Ngư kia vẫn chưa có quan hệ thực sự nhưng trực tiếp tới tìm Dương Quan Quan thì có hơi quá đáng, muốn làm cho Dương Quan Quan phản bội hắn. Dương Quan Quan nói, họ còn đưa cho em một thứ và bảo em tự xem. Nhưng mà em vẫn chưa xem. Nói xong thì cô ta lấy một phong thư đưa cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cầm phong thư, bên trong có thứ gì đó giống như tờ giấy. Hắn nghi ngờ đó có thể là một bức ảnh. Sao em không xem? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Không cần đoán cũng biết bên trong chắc chắn có cái gì em không thích, nếu không thích thì tại sao phải xem? Chưa kể em cũng không muốn nói chuyện với bọn họ. Dương Quan Quan lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì xúc động, đây đúng là cách làm thông minh nhất nhưng có thể đưa ra quyết định như vậy cũng cần phải có quyết tâm kiên định. Hắn cầm phong thư và cười nói.
thì ra sự tin tưởng của chúng ta đã đạt tới trình độ này. Dương Quan Quan không vui chừng hắn, em không có lòng tin gì với loại người như anh. Không đọc là bởi vì biết anh không thể sống thiếu em cho nên không muốn thứ này trở thành vết sẹo trong cuộc đời dài đằng đẵng của chúng ta. Cô ta nói xong thì để lại Tề Đẳng Nhàn ngây người một mình rồi xoay người ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, trong lòng không hiểu sao lại thở dài, đây chẳng phải càng khiến hắn áy náy thêm à. Sau đó, hắn mở phong thư và thấy có rất nhiều bức ảnh hắn và Hoàng Kỳ Vân kề vai sát cánh đi dự tiệc nước, còn có một số bức ảnh hắn và Tôn Dĩnh Thục thân mật nắm tay và ôm eo. Ảnh được chụp từ khoảng cách xa và còn dùng lại máy ảnh cực kỳ cao cấp. Những tên khốn này đang dở trò bẩn thỉu, Tề Đẳng Nhàn không khỏi mỉm cười, sau đó muốn nốt ảnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên giữ, dù sao muốn đối phó với người khác thì phải có lý do chứ. Hiền giả, nghĩa là bất cứ ai giữ địa vị cao hay có bản tánh tốt. Ngoài ra, hiền giả còn là một bậc hiền triết, một bậc thánh hiền. Tạm hiểu, hiền giả là một vị thánh tăng tu tập an trú trong tánh giác được Đức Thế Tôn tán thán là bậc an tịnh trầm lặng. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bọn người của Thương hội Hoa Minh kia có chút không hiểu về võ đức, bọn họ đều lựa chọn đối kháng chính diện và dùng thực lực để cạnh tranh, kết quả là bọn họ lại tới sân sau để đốt nhà. Cũng may là Dương Quan Quan là một phụ nữ biết phòng cháy điển hình, nếu không chỉ sợ sân sau thật sự sẽ bị thiêu rụi. Tề Đẳng Nhàn dạo quanh ở trong phòng của biệt thự một chút thì không thấy Dương Quan Quan, đúng lúc Tham Lang đang nằm ở trong phòng, ông nhìn thấy hắn bước tới liền cảm thấy kinh ngạc. Nam Thiến nói rằng Dương Quan Quan đang bị nhốt ở sân sau, nên hắn vòng đến sân sau để tìm người. Quả nhiên, Dương Quan Quan đang giận dỗi ở sân sau, tay đấm chân đá với một bao cát. Ở chung lâu như vậy, Tề Đẳng Nhàn đã có IQ cao hơn rồi, từ lâu đã biết rõ tính cách của đối phương, chuyện này mình chỉ cần giả ngu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà làm như vậy, có chút quá đáng, cho nên, hắn cảm thấy vẫn là nên đến an ủi một chút. Là một chàng trai ấm áp thì làm sao có thể để cho người phụ nữ của mình giận dỗi đây? Cú đánh này không tốt, sức lực không dung hợp, có vẻ là bị phân tán lực rồi. Tề Đẳng Nhàn cười nhẹ rồi vòng ra phía trước nói. Đừng tới làm phiền em, để em tự mình luyện tập. Dương Quan Quan thấy Tề Đẳng Nhàn lại đây, khẽ hừ nhẹ một tiếng, mắt trợn trắng. Anh đã dạy cho em. Đánh như thế nào rồi? Tề Đẳng Nhàn đứng ở phía sau cô ấy. Dán người vào lưng Dương Quan Quan, nhéo nhẹ hai cổ tay một chút rồi dạy cô ấy cách phát huy toàn lực. Đột nhiên Dương Quan Quan nhớ lại cảm giác vui sướng khi lần đầu luyện quyền anh với hắn. Tức khắc lửa giận trong lòng liền vơi bớt một nửa. Thực ra cô ấy cũng biết những người trong Thương hội Hoa Minh vốn không có ý tốt, nghĩ rằng cho cô vài thứ rồi muốn cô ấy phản bội Tề Đẳng Nhàn, nhưng những thứ đó cũng chỉ là thứ cô không thích thôi, cho nên Dương Quan Quan không muốn đến xem. Đây là cách tiếp cận khá thông minh, bởi vì Dương Quan Quan biết mình sẽ càng tức giận hơn khi nhìn thấy mấy thứ đó, hơn nữa sự thay đổi của Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ không vì cô ấy mà thay đổi. Cô ấy không thèm nhìn nó, trực tiếp giao đồ cho Tề Đẳng Nhàn, cũng như nói với hắn rằng mình vẫn quan tâm và cần được hắn xem trọng mọi lúc. Sau khi Tề Đẳng Nhàn chờ Dương Quan Quan đấm vài cái, cuối cùng cô ấy cảm thấy đã lấy lại được cảm giác của năm xưa, điều cô ấy thích nhất là luyện tập võ thuật với hắn. Điều này mang lại cho cô ấy cảm giác giống như đang ở trong thần điêu hiệp lữ vậy. Nguồn gốc của Thương hội Hoa Minh này là gì? Anh rốt cuộc đã đắc tội với bọn họ như thế nào? Dương Quan Quan đánh xong một quyền, cảm thấy ổn định thì ngồi xuống, khó chịu hỏi. Bọn họ là thương hội được người Hoa thành lập ở vùng Nam Dương, lịch sử khá lâu dài. Bọn người kia muốn tham dự vào cuộc đấu đá nội bộ của họ Trần Thị ở Nam Dương, cũng muốn lấy một phần lãnh thổ của Nam Dương. Đồng thời bọn họ cũng khác thân thiết với thế lực của nhà họ Triệu. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói. Hiện tại tình trạng của hắn chính là như vậy, đôi khi kẻ thù tới như thế nào cũng không biết. Chỉ là bởi vì lợi ích mà gián tiếp xung đột. Dương Quan Quan nghe xong không khỏi ngẩn ra, sau đó nói, bọn người kia không có lòng tốt, phải lấy lý do để xử lý bọn họ mới được. Tề Đẳng Nhàn nói, yên tâm, anh đã nghĩ được cách rồi. Dương Quan Quan hỏi, hả, anh có cách gì? Tề Đẳng Nhàn nói, còn nhớ cái lần anh và Ngọc Tiểu Long nói đến việc của dị giáo không? Tất nhiên là có, anh còn bị bên dị giáo đánh lén nữa, nhưng mà không phải đã bị anh dùng quyền trượng đánh chết rồi sao? Dương Quan Quan nhíu mày nói.
Nhưng bên dị giáo sẽ dễ dàng rút lui vậy sao? Anh đã yêu cầu Ngọc Tiểu Long dùng quyền lực của cô ấy để phối hợp với Vĩnh Dạ Quân để theo dõi vài người, đều là người đến từ Dracula giáo, đang ẩn núp ở Hương Sơn. Trên mặt Tề Đảng Nhàn để lộ ra nụ cười âm trầm. Dương Quan Quan lập tức hiểu cái tên âm hiểm này đang muốn làm gì, đây là muốn để Dracula tà giáo và Thương hội Hoa Minh hợp tác, sau đó dùng lực lượng của Thánh giáo để trừ khử bọn chúng. Nhưng mà, người ta không nói gì đến võ đức cả, lén ra tay trước, thì cũng không cần nói trước cho người ta làm gì cả. Mắt Dương Quan Quan sáng ngời, nói, cái này được nha, chúng ta không cần ra tay, mượn tay Thánh giáo là đủ rồi. Hơn nữa, anh bỏ ra nhiều tiền như vậy cho Thánh giáo, cũng không thể để uổng phí được. Tề Đảng Nhàn nghe xong thì cảm thấy như mất một miếng thịt, có thể đừng nhắc chuyện này hay không? Hắn mới vừa bị giáo hoàng dùng một quyển sách ma pháp lừa mất mấy ngàn vạn nha, nghe Dương Quan Quan nói như vậy thì hắn cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. Tề Đảng Nhàn cảm thấy EQ của Dương thư ký thật là thấp. Hai người tán gẫu về đủ chuyện trên đời, lúc này Nam Thiến từ từ bưng nước tới sân, nói, sư phụ, Dương tiểu thư mời hai người uống nước. Dương Quan Quan mua được cái biệt thự khá lớn, vì để tránh có việc ngoài ý muốn nên cô ấy cũng mời bác sĩ tư nhân về, để Hoàng Sung ở biệt thự dưỡng thương, Nam Thiến tự nhiên cũng ở chỗ này để chiếu cố cho anh ta và Nam Nhân Nhân. Trong thời gian này, Nam Thiến rất tốt, dịu dàng hiền thục, việc lớn nhỏ trong nhà đều do cô ấy một tay xử lý, hầu như việc nhà đều do cô ấy một tay đảm nhận. Đôi khi Dương Quan Quan có vài hợp đồng cần ký kết ở đây, Nam Thiến đều sẽ chủ động pha trà để chiêu đãi khách, vô cùng hiểu chuyện. Sau khi đưa nước chanh lên thì Nam Thiến rời khỏi sân sau, không quấy rầy hai người nữa. Ngày mai ông quý sẽ mở tiệc mừng thọ, anh có muốn đi hay không? Dương Quan Quan bưng ly nước uống một chút, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là đi rồi, thiệp mời đã đến tay anh rồi, Tề Đảng Nhàn không khỏi cười nói. Hắn đang chờ cái tên đền không nổi kia nhanh chóng ra tay với nhà họ quý, để rồi hắn đến diệt trừ, gần đây hắn đang rất là thiếu tiền đấy. Gần đây, cả Gusinski và Vinogradov đều bày tỏ với hắn một cách huyền chuyển về việc thiếu tiền. Mọi người đều tín nhiệm hắn, vài tỷ USD tùy tiện hỏi là mượn được, nếu không trả được thì hắn đương nhiên cũng phải ngượng ngùng vì da mặt quá dày rồi. Cho nên, hiện tại là tiền mới vừa vào trong túi. Tương đối ổn định thì đã được đưa cho người khác rồi. Gần đây Tuyết Quốc có chút hỗn loạn, mâu thuẫn giữa các ông trùm và chính phủ ngày càng gay gắt, có một nội đấu với nhau, để đảm bảo an toàn cho mình, tất nhiên là phải có thêm tiền để đảm bảo. Tề Đảng Nhàn thừa dịp nước thánh còn hiệu quả thì dạy cho Dương thư ký một bài học khác. Nhưng mà vì ỷ vào nước thánh nhiều quá mà dẫn tới ngày hôm sau có chút hoa mắt và đau lưng. Loại chuyện này vẫn là không nên làm quá thường xuyên. Tiết kiệm mới là tốt nhất. Tề Đảng Nhàn cảm thấy vui vẻ, cảm tình của hắn và Dương Quan Quan vẫn chưa bị hành động của Thương hội Hoa Minh ảnh hưởng đến, ngược lại càng tăng thêm chút tín nhiệm và gắn bó hơn. Em chuẩn bị một chút đi, đến lúc đó những cấp dưới sẽ tới gặp em. Sáng sớm hôm sau, Tề Đảng Nhàn chào hỏi với Tham Lang, rồi dặn dò Nam Thiến cầm notebook để hắn dùng, sau đó hắn đăng nhập vào diễn đàn thế giới ngầm rồi liên hệ lại những cấp dưới đã từng đi theo hắn. Tham Lang cũng không dám làm chuyện gì xấu, ngoan ngoãn cầm thiệp, bên trong viết ám hiệu của tổ chức quần lang, sau đó chờ đợi các cấp dưới của mình liên lạc. Tới buổi chiều, Tề Đảng Nhàn thay tây trang còn Dương Quan Quan khoác lên bộ lễ phục rồi chuẩn bị đi cùng hắn tới nhà họ quý để mừng thọ lão gia. Dương Quan Quan mặc một bộ lễ phục đen gợi cảm, đôi chân dài miên man và bộ ngực như ẩn hiện ở phía sau lớp lễ phục. Tề Đảng Nhàn nhìn chằm chằm hai lần. Làm việc liên tục hai ngày làm hôm nay hắn phải bước vào hình thức tu tập ẩn nhẫn như hiền giả. Sinh nhật lần thứ 80 của ông cụ quý đương nhiên là rất nhộn nhịp rồi, dù sao ông cụ quý cũng là một trong những người nổi tiếng nhất ở thành phố Hương Sơn từ thế kỷ trước đến nay. Nhiều nhân vật có máu mặt đã nhận được lời mời từ nhà họ quý, nhưng thư mời này cũng được gửi đi theo trình tự. Những người thân thiết giống như Tề Đảng Nhàn là những người đầu tiên nhận được thư mời, người có quan hệ bình thường là người xếp thứ hai. Và những người có thù oán là người cuối cùng nhận được thư mời, sự tinh tế ở trong đó, vẫn đáng để xem xét kỹ lưỡng. Tề Đảng Nhàn mặc một bộ vest đen, đeo một chiếc Rolex rất phù hợp với bộ đồ này ở trên tay, trên cổ còn có một chiếc vòng thánh giá. Khi hắn và Dương Quan Quan đến nơi, phần lớn mọi người đã có mặt ở đó rồi. Dù sao thì ông cụ quý cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Hương Sơn này,
có thâm niên cao, và việc có thể đến sớm cũng thể hiện sự tôn trọng của họ đối với ông cụ. Giám mục Tề, Dương tiểu thư, hoan nghênh, mời vào trong. Sau khi nhìn thấy hai người họ, quản gia của nhà họ Quý vội vàng chào đón họ với một nụ cười ở trên khuôn mặt. Sự nhiệt tình quá mức của ông ta khiến những người xung quanh nhìn Tề Đảng Nhàn và Dương Quan Quan thêm hai lần. Người quản gia này chỉ chiêu đãi mọi người với vẻ ngoài thờ ơ, nhưng ngay khi Tề Đảng Nhàn đến, ông ta cư xử như chó liếm vậy. Ngay khi họ bước vào cửa của nhà họ Quý, Quý Khải đã nhận được tin tức và chạy ra ngoài. Sau khi thấy Tề Đảng Nhàn, anh ta lập tức nở nụ cười và nói, giám mục Tề, xin chào. Tề Nhạc Trần chờ nói, béo tốt, à, ha ha, Khải thiếu gia, xin chào, xin chào. Quý Khải không khỏi thầm mắng ở trong lòng, cái thứ chó này nhất định vừa định nói cửu béo tốt, thật sự coi nhà họ Quý bọn họ thành tỏi tây rồi. Vào đi, ông cụ đã đợi bên trong từ rất lâu rồi. Quý Khải đang chửi mẹ nó ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười. Anh ta cảm thấy trong mắt Tề Đảng Nhàn dường như có chút ác ý. Điều này khiến hoa cúc của anh ta không khỏi thiết chặt, gần đây anh ta không xúc phạm gì đến tên lưu manh này phải không? Tại sao hắn lại nhìn mọi người như vậy? Ý của hắn là gì? Sở dĩ Tề Đảng Nhàn nhìn người khác với ánh mắt như vậy là bởi vì Thương hội Hoa Minh muốn tìm nhà họ Quý để hợp tác, đến lúc đó sẽ là kẻ thù của nhau rồi, nếu đã là đối thủ, thì đương nhiên là có ý đồ xấu rồi. Dương Quan Quan không nhịn được cười, nói với Tề Đảng Nhàn, nhìn những chuyện tốt đẹp mà anh đã làm đi, thiếu gia của nhà họ Quý đã bị tra tấn thành ra như thế này rồi, vừa nhìn thấy anh đã căng thẳng vô cùng rồi. Tề Đảng Nhàn nói, cái này không trách anh được, ai bảo cậu ta lại đối chọi với anh trước chứ? Và lại, thủ đoạn của anh rất nhẹ nhàng mà, chỉ cần tiền thôi, anh có giết ai đâu. Dương Quan Quan nói, nhà họ Tạ, nhà họ Thượng Quan và Rothschild hiện lên và nói câu này rất hay. Tề Đảng Nhàn không muốn để ý đến những lời nói đang phá vỡ vũ đài của mình kia và tình cờ Hứa Trường Ca cũng có mặt, vì vậy hắn bước lên trên và chào hỏi ông. Ha ha, không ngờ cậu lại ở đây, tôi còn tưởng rằng nhà họ Quý sẽ không mời cậu nữa chứ. Sau khi Hứa Trường Ca nhìn thấy Tề Đảng Nhàn, ông không khỏi nở nụ cười. Chậc, dù sao tôi cũng là tổng giám mục của khu vực phía nam đó, nhà họ Quý vẫn phải nể chút thôi. Tề Đảng Nhàn cười như không cười, nói. Trước kia Hứa Trường Ca còn cảm thấy Tề Đảng Nhàn nhằm vào nhà họ Quý ghê như vậy, còn bắt cóc Quý Khải của nhà họ Quý rồi tống tiền tận 2 tỷ USD, thù hận giữa hai bên có thể nói là không đội trời chung. Đại thọ 80 của ông cụ Quý mà lại mời Tề Đảng Nhàn đến, điều này hơi khó tin đối với ông. Đồng thời, ông cũng không khỏi thầm ngưỡng mộ sức chịu đựng của nhà họ Quý. Dương Quan Quan bây giờ cũng khá là cởi mở trong giới ở Hương Sơn. Dù sao thì câu lạc bộ du thuyền mà cô và Hứa Trường Ca cùng nhau đầu tư cũng là tuyến đường cao cấp, bọn họ thường xuyên phải đối phó với những nhân vật nổi tiếng ở Hương Sơn. Sau khi nhìn thấy một vài người quen, Dương Quan Quan đã đi xúc tiến quan hệ với bọn họ, cái thứ đồ chơi như du thuyền này vẫn khá là lãi, nhưng chi phí cũng lớn, nếu không có mối quan hệ tốt, thì sao mà người ta phải mua nó từ chỗ của mình được? Để nó vào chỗ của mình. Này, họ Tề. Có phải gần đây anh đã quên mất tôi rồi không hả? Tề Đảng Nhàn đang trò chuyện với Hứa Trường Ca, đột nhiên bị bao phủ trong bóng tối. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là em gái Cao Kiều đi giày cao gót 7cm. Dáng người này, cao hơn hắn nửa cái đầu, khiến hắn đột nhiên cảm thấy rất áp lực. Hứa Trường Ca đánh giá, khá lắm, giám mục Tề lưu tình ở khắp nơi nhỉ, may mắn thay, ông đã có dự cảm và dặn dò con nhà mình tránh xa cái tên này. Tề Đảng Nhàn cười nói, em gái à, vết thương của em đã lành chưa? Bộ phim gần đây như thế nào rồi, và những người trên phim trường có làm khó cô không? Nếu có, chỉ cần nói với tôi thôi, với tư cách là bạn trai cũ, tôi sẽ giúp cô giải quyết mọi rắc rối. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi cau mày, thở dài, tôi là người xa lạ ở đất khách. Anh cũng không hề nói sẽ đến gặp tôi thường xuyên. Gần đây Tề Đảng Nhàn bận rộn làm sát thủ thời gian rồi. Tôn Dĩnh Thục và Dương Quan Quan đã khiến hắn lo lắng rồi, giờ mà còn chọc tới Giang Khuynh Nguyệt nói nhiều này nữa, ngày tháng tới chẳng phải sẽ không thể chịu nổi sao. Cô là một trong số ít những người nổi tiếng có thể đến dự tiệc sinh nhật của ông cụ Quý, Giang Tiểu Thư. Tham gia bữa tiệc này ngày hôm nay, địa vị của cô trong làng giải trí có thể đi lên rồi. Hứa Trường Ca mỉm cười nói. Ông Hứa, ngài khách sáo rồi, tôi có tài đức gì đâu,
tất cả đều nhờ tên chó chết này cả. Giang Khuynh Nguyệt mỉm cười, duỗi tay đặt lên vai của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đánh giá một chút, Dương Quan Quan vẫn đang bận rộn trò chuyện với người khác nên cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, đây là do bản thân cô rất xuất sắc thôi, không liên quan gì đến tôi cả. Hắn không nhịn được mà nhìn đôi chân trắng nõn thon thả của em gái này, trong lòng không khỏi nghĩ tới, cô ấy mà nằm trong cái nai 15 kia, giờ đôi chân dài lên, hẳn là có thể đạp lên nóc xe. Lúc này Trần Ngư đã lặng lẽ đi tới, vẻ mặt đùa cợt, nói, giám mục Tề thật sự rất có phúc mà, một vị tôn phu nhân vừa mới đi mà bây giờ đã có thêm một ngôi sao lớn khác ở bên cạnh rồi. Tôi e rằng giáo hoàng sẽ khó chịu nếu phát hiện ra tác phong này của anh nhỉ. Sau khi Giang Khuynh Nguyệt nhìn thấy Trần Ngư, cô ấy đột nhiên cảm thấy mình như gặp một kẻ thù lớn, người phụ nữ này không cao, chỉ khoảng 1m7, nhưng ngoại hình và khí chất của cô ta có thể nói là người đỉnh nhát trong cuộc đời cô ấy, và không ngoa khi mô tả nó bằng hai chữ, hoàn hảo. Trần Ngư, cô đừng có đến chỗ tôi nữa, nếu không, tôi sẽ để cô kết hôn với Bùi Bất Khí đấy. Tề Đẳng Nhàn không khỏi hung ác nói. Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó tôi sẽ gửi ảnh cưới của cô dâu cho anh. Trần Ngư thờ ơ nói. Tề Đẳng Nhàn nghĩ đến cảnh cô ta rúc vào vòng tay của người đàn ông khác trong bộ váy cưới, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, khiến hắn không khỏi trợn mắt nhìn chằm chằm. Giang Khuynh Nguyệt cười nói, Trần tiểu thư lúc mặc váy cưới chắc chắn sẽ rất đẹp nhỉ. Tề Đẳng Nhàn dã ngửi thấy mùi thuốc súng đầy trong không khí. Tuy nhiên, may mắn thay, đã có người đến giải vây, đó là Bùi Bất Khí, người vừa nhắc đã đến. Hắn ta ở trong nhà họ Quý này, có thể nói là được chào đón rất nồng nhiệt, dù sao thì thân phận của hắn ta cũng là thiếu gia của Thương hội Hoa Minh, danh tiếng của Thương hội Hoa Minh cũng không nhỏ. Cùng đi với hắn ta là Kamiyama Yui. Hôm nay Kamiyama Yui mặc một chiếc váy đen, trông rất bí ẩn và lạnh lùng, rất có khí chất. Trần Ngư, đây là tiểu thư Kamiyama Yui, em vẫn chưa gặp cô ấy đúng không? Để anh sẽ giới thiệu cho em, Bùi Bất Khí cười nói. Tỏi tây là giống lấy thân, lá, khi người ta thu hoạch xong, cứ để gốc ở lại và tiếp tục chăm sóc thì sẽ sinh thêm thân và lá trên phần gốc cũ. Ý nói là Tề Đẳng Nhàn coi Quý gia như nguồn tiền hết lại có vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.